Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Eli. Và mình là Eli đây, chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người đã đến với cả cái buổi livestream của chúng ta ngày hôm nay. Thực sự mọi người ạ, để Eli xin phép Eli sử dụng cái này cho nó vui mọi người nhá. Để xem không biết hôm nay cái này có vui không. Chào tất cả mọi người đã đến với livestream của Eli nhá. Alo alo, 1, 2, 3, 4. Alo alo, 1, 2, 3, 4. Ok. Ok mọi người ạ. Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Eli TV. Và mình là Eli đây, chào tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một giải đấu cờ caro mang tầm cỡ thế giới. Và mọi người sẽ biết rằng đây là một giải đấu. Đó là một giải đấu cũng như là mùa tổ chức đầu tiên với một sự kiện tổ chức vô cùng chuyên nghiệp, văn minh và cũng như đem lại ra một sân chơi cực kỳ là vui nhộn cho tất cả các bạn biết chơi cờ caro cũng như là đang tham gia với cộng đồng Mini World chúng ta. Thì hiện tại Eli cũng đã có những cái thông tin thông báo với tất cả mọi người về giải đấu. Thì Eli thứ nhất, Eli sẽ xin phép trước khi mà thi đấu thì Eli sẽ chia sẻ mọi người một chút về giải đấu của chúng ta, được không ạ? Chào tất cả mọi người đang xem livestream nhé. Chào chào mọi người này, chào Phương Khổ, chào nhìn cái gì, chào Nikon, chào Quý Trường, chào Boy Bad Bill, chào mọi người, chào Chinh Phục này, chào Trần TS, chào Phú, chào Lu, chào Long 7A3, chào Chôn Beo. Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Eli cũng như là tặng kim cương cho Eli trong cái buổi livestream về cái ngày thi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trước khi giải đấu bắt đầu thì thứ nhất Eli muốn trao đổi với mọi người một chút là hôm nay đây là buổi thi đầu tiên trong cái giải đấu của chúng ta, cho nên nếu như có một vấn đề gì đó thì rất mong mọi người có thể góp ý để những cái buổi thi sau có thể tốt hơn mọi người nhé. Và cái thứ hai Eli muốn chia sẻ với mọi người có một vấn đề, nó là gì? Eli xin phép được bật tí nhạc cho mọi người nghe nha, bật tí nhạc nha mọi người nha. Mọi người sẽ biết rằng là cái cuộc thi của chúng ta lần này ấy, thì sẽ bao gồm hơn 70 thí sinh tham gia và họ sẽ thi đấu xuyên suốt trong vòng 2 tuần từ ngày mùng 9 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 8 là vỏn vẹn trong vòng 2 tuần mọi người nhé. Và hiện tại thì Eli xin phép đọc qua một chút về thể lệ của cuộc thi của chúng ta lần này để mọi người nắm được cũng như là trao đổi một chút về cái thể lệ cuộc thi để cho các bạn thí sinh có thể nắm được. Thứ nhất, cái cuộc thi lần này của chúng ta là cuộc thi cờ caro. Và cờ caro là mọi người biết là đây là một giải cờ, một môn thể thao cũng như là một cái trò chơi rất là quen thuộc của chúng ta, đúng không ạ? Và hiện tại thì mọi người sẽ biết là cái trò chơi này sẽ cần ít nhất là 2 người để thi đấu với nhau. Thì đến với giải đấu lần này thì chúng ta sẽ có những cái thể lệ như sau để Eli xin phép là trao đổi với mọi người trước. Như thế nhá, trao đổi với mọi người trước. Thì bây giờ Eli xin phép là sẽ qua cái phần là thể lệ này để Eli xin phép đọc qua trước khi mà các bạn thi đấu. Và Eli cũng chia sẻ là những cái bạn hôm nay thi đấu, Eli cũng đã chia sẻ cái password cũng như là ID phòng ở trong cái phần room rồi. Thì hiện tại đến trước khi mà đến cái vòng cặp của ai thi đấu thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Và sau đấy xong Eli sẽ chờ mọi người để mọi người join vào. Có ID và pass ở trong cái nhóm chat riêng của chúng ta rồi. Các bạn hãy nhớ online đúng giờ và nhớ là đừng để cho đối thủ của chúng ta phải chờ đợi quá lâu nha mọi người. Ok. Đây bây giờ Eli xin phép là sẽ đọc cho mọi người chút về về cái thể lệ và những cái nội quy trong cái buổi thi ngày hôm nay. Đây, ok nhé mọi người nhé. Đây, thể thức và nội quy, những điều cần biết. Cái phần này thì Eli cũng đã chia sẻ với tất cả các bạn ở trong cái nhóm chat cũng như các bạn thí sinh rồi. Nhưng trước khi thi Eli luôn luôn phải phổ biến lại để cho mọi người có một cái nhìn rõ nhất về giải đấu của chúng ta ha. Ok, về thể thức và nội quy, những điều cần biết của chúng ta nhằm mang lại một sân chơi công bằng, văn minh và nghiêm túc, cũng như tạo ra một không gian thi đấu chuyên nghiệp nhưng không kém phần vui vẻ. Ban tổ chức xin chia sẻ thể thức và nội quy mà các thí sinh cần nắm được trước khi vào giải đấu. Về thể thức thi đấu, thí sinh thì được thi đấu trong map Mini World BVB cờ caro với UID của chúng ta là 9301536. Thứ hai, thí sinh sẽ nhận được 3 thẻ thi đấu tương ứng với 3 hiệp đấu. Và đây mọi người có thể nhìn qua được chút Eli Effect ở trong lúc mà Eli trao đổi thì Eli cũng sẽ cho mọi người xem qua về phần map của chúng ta nha mọi người. Thứ ba, thí sinh sẽ tuân theo hướng dẫn của caster, người dẫn trước, trong và sau thời gian thi đấu. Đó, mọi người có thể để ý là ở đây là không gian của chúng ta rất là rộng đúng không ạ? Đó, mọi người sẽ để ý không ạ? Đó, đây chính là khu vực thi của chúng ta nha. Mỗi cặp đấu sẽ có 3 hiệp. Thí sinh nào thắng 2 trên 3 hiệp sẽ giành chiến thắng và vào vòng trong. Thí sinh nào thua sẽ dừng bước. Cách chiến thắng: thí sinh đánh cờ làm sao cho 5 quân cờ liền nhau, xếp theo hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo. Dù có bị chặn đầu thì vẫn được tính. Tiếp theo, trong quá trình thi đấu, thí sinh gặp bất cứ vấn đề gì có thể trao đổi trực tiếp với ban tổ chức để xử lý một cách nhanh chóng và chính xác. Và cuối cùng, trong các trường hợp hy hữu xảy ra, ban tổ chức sẽ xem xét, xử lý và quyết định thí sinh thắng cuộc. Nội quy thi đấu: thí sinh được thông báo đầy đủ về thông tin giải đấu, lịch thi, cặp đấu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thí sinh gặp bất cứ vấn đề gì về lịch thi đấu, cặp đấu, đối thủ hoặc các vấn đề cá nhân cần thông báo cho ban tổ chức trước một ngày tính từ giờ thi để ban tổ chức có thể xử lý. Thời gian thi đấu quy định từ 17 cho đến 21 giờ hàng ngày và kèm theo lịch thi đấu cụ thể của từng cặp đấu. Thí sinh có mặt đúng giờ, có mặt trước giờ thi 30 phút, không nói tục, chửi bậy hoặc có hành vi xúc phạm ban tổ chức và các thí sinh khác. Không đánh chèn cờ đối phương, đánh vào vị trí mà đối phương đã đánh trước đó trong hiệp đó. Không thoát khỏi map thi đấu trong khi cặp đấu đang diễn ra dù với bất kỳ lý do gì, trừ trường hợp khách quan do đường truyền mạng chung hoặc do hệ thống game chung. Trường hợp đánh hết vị trí trên sân mà vẫn chưa phân thắng bại, hiệp đầu đó coi như hòa, 2 thí sinh sẽ được đánh hiệp bù. Không giữ cờ quá số thời gian 30 giây với mỗi lượt đánh của mỗi một thí sinh, cho dù trong hệ thống map có thời gian đếm ngược là 60 giây. Đó là việc giúp cho mọi người có một cái thời gian thi đấu nó ổn định, và cái thứ hai là tránh ảnh hưởng đến việc là nó sẽ bị lỗi map khi mà chúng ta mở map trong thời gian quá lâu mọi người nhé. Mọi thắc mắc, khiếu nại vui lòng trao đổi trực tiếp với ban tổ chức trước, trong và sau giải đấu mọi người ạ. Đó là tất cả những cái phần thể lệ cũng như nội quy mà Eli đã nêu ra, cũng như Eli đã thông báo cho mọi người ở trong cái phần thi mà tất cả thí sinh đã nhận được rồi. Hôm nay Eli chỉ xin phép chia sẻ lại cho tất cả mọi người để mọi người có tất cả những thông tin để theo dõi cuộc thi một cách tốt nhất. Ok, và đây chính là con map của chúng ta. Đây là map cờ caro, BVB cờ caro với UID là 9301536. Và đây cũng chính là map do Eli tạo ra mọi người nha. Đây chính là con map do Eli tạo ra. Thứ hai, hôm nay Eli xin phép trước khi các bạn cặp đầu tiên vào thì Eli sẽ chia sẻ cho mọi người về luật, về cách chơi như này. Đây là một con map rất dễ chơi. Nếu như mọi người chơi theo một cách truyền thống thì chơi như thế nào? Thứ nhất, khi mọi người vào chơi thì mọi người sẽ nhận một cái thẻ này, thẻ thi đấu này. Thì khi mọi người vào chơi, mọi người sẽ nhận một thẻ thi đấu. Bất cứ người nào chơi mọi người sẽ nhận một cái thẻ thi đấu. Sau đó người chơi có thể sử dụng thẻ thi đấu để mọi người nhận thẻ của mình. Hiện tại ở trong giải đấu thì Eli sẽ mặc định là 3 thẻ, còn bình thường mọi người sẽ chỉ có một thẻ thôi mọi người nhé. Nói nhanh quá mọi người ạ. Ok. Và mọi người sẽ biết là mỗi một người chơi thi đấu chúng ta sẽ có 3 cái thẻ thi đấu đúng không ạ? Và 3 cái thẻ thi đấu này tương ứng cho 3 hiệp của chúng ta. Ok. Và một nhiệm vụ của mọi người là gì? Thứ nhất là mọi người hãy sử dụng cái thẻ này và mọi người đi vào vị trí phòng của mình. Đó. Khi mọi người vào vị trí phòng của mình thì trong hệ thống game nó cũng sẽ có thông báo là người chơi đội rách vàng, có nghĩa là người chơi của đội vàng. Hiện tại Eli đang chọn là đội vàng mà đúng không? Thì đội vàng đã vào phòng chờ. Ngược lại thì bên đội xanh, một thí sinh của bên đội xanh cũng sẽ sử dụng thẻ và nhận một cái thẻ xanh, sau đó họ sẽ vào phòng chờ. Và khi cả hai cùng vào phòng chờ thì người chơi sẽ join trực tiếp vào cái phòng sàn đấu để chúng ta thi đấu với nhau. Người chơi nào thì người thường thì là đội xanh sẽ là thi trước, đội vàng thi sau mọi người nhé. Và cứ sau mỗi một hiệp thì đội nào thắng thì cái hiệp tiếp theo người đấy sẽ là đi trước đúng không ạ? Thì với cách chơi của cái giải đấu thì rất là đơn giản mọi người ạ. Mọi người nhé, 5 quân cờ liền nhau, dọc, ngang và chéo mọi người nhé. Dọc, ngang và chéo. Dù mọi người có được chặn đầu hay không được chặn đầu thì nó không ảnh hưởng gì đến cái kết quả của hiệp đấu đấy cả mọi người nhé. Hãy nhớ giúp Eli điều đó để mọi người có cái chiến thuật cũng như là cách chơi được rõ ràng. Chúng ta không áp dụng những cái luật là luật đánh cờ 4 hoặc là xen kẽ giữa đánh cờ 4 và cờ 5, hay là chặn đầu hay không chặn đầu. Mà ở trong cái phần map của Eli của chúng ta, đơn giản nó chỉ là gì? Đơn giản nó chỉ là đánh 5 quân liền nhau, dọc, ngang và chéo đều được tính là chiến thắng. Và khi chiến thắng xong, người chơi sẽ được đẩy khỏi sàn đấu và sẽ nhận được thông báo là người chơi nào đã chiến thắng, mọi người nhé. Thì trong lúc mà diễn ra sẽ có những cái phần lỗi hay những cái phần gì có liên quan đến liên thông thì mọi người cũng sẽ thông cảm cho giải đấu nha mọi người. Và trước khi mà Eli thông báo đến cái cặp đấu đầu tiên vào nhóm thì Eli xin phép chia sẻ lại một phần. Mọi người biết phần này là phần gì không ạ? Đó chính là giải thưởng của chúng ta. Đây là một cái Eli nghĩ là rất quan trọng để mà mọi người hướng tới đúng không ạ? Thì Eli xin phép đưa cái ảnh giải thưởng của chúng ta lên trên cái livestream của chúng ta ngày hôm nay. Ok, thôi chết rồi, cái ảnh này nó hơi to một chút, để Eli xin phép Eli kéo nó lại một chút mọi người ạ. Ảnh nó hơi to. Ok, xin lỗi mọi người, cái ảnh này thì nó to quá mọi người ạ. Ảnh này nó hơi to, để Eli xin phép Eli kéo lại một chút ha, để cho mọi người có một cái nhìn rất rõ về cái phần thưởng của chúng ta. Đó, các bạn đã có thể nhìn thấy chưa? Đây chính là phần thưởng của giải đấu cờ caro của chúng ta ngày hôm nay. Thì mọi người biết là 3 bạn ở vị trí top 1, top 2 và top 3 thì mọi người sẽ nhận được những phần quà tương xứng. Giải nhất của chúng ta chính là Ninja Frog với một cái skin cực kỳ là đáng yêu đúng không ạ? Giải thưởng thứ hai là một cái bộ skin DG tên là Thanh Kiếm Diệt Quỷ, nếu đi thì không nhầm. Và giải thứ ba là giải cho bạn đạt vị trí top 3 là có một giải skin DG là vòng chân vàng của Natcha anh em ạ. Bởi vì mọi người biết là gần Eli đợt này Eli có chơi thân rất nhiều với Natcha mọi người ạ. Cho nên đợt này là Eli mới mượn Natcha cái phần vòng chân để làm cái quà tặng cho các bạn. Còn bình thường thì Natcha bây giờ nay Natcha có B-T-Hunter rồi, Natcha không có dùng cái vòng chân nữa, cho nên nhượng lại cho Eli nha mọi người. Còn thanh kiếm kia là thanh kiếm diệt quỷ. Và mọi người biết là giải thưởng của nhân vật của top 1 của chúng ta chính là Ninja Frog, một skin vô cùng xịn sò và cực kỳ đẹp mắt, được chưa các bạn? Đây chính là cái giải thưởng của chúng ta trong cái giải đấu cờ caro 2021 này. Và đây chắc chắn Eli mong rằng đây sẽ là một cái mùa thi đấu thành công, và nếu thực sự được mọi người ủng hộ, trong tương lai chúng ta sẽ có những cái mùa 2, mùa 3 và những mùa tiếp theo. Ok không phải không ạ? Ok, và Eli xin phép là chúng ta sẽ tắt cái phần giải thưởng đi để không cho mọi người sao lãng quá. Không, mọi người cứ nhìn thấy giải thưởng mọi người lại thèm quá mọi người ạ. Eli sợ các bạn mà không được tham gia ấy mọi người. Những cái bạn nào mà không được tham gia giải thưởng thì bạn rất là tiếc. Bạn bảo là trời ơi, nếu mà biết giải thưởng nó xịn như vậy thì mình đã đăng ký tham gia rồi đúng không ạ? Rất tiếc, nhưng không sao, chúng ta sẽ hẹn nhau ở những cái giải đấu khác. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với giải đấu cờ caro 2021 của Eli và những người bạn. Ok chưa ạ? Ok, và bây giờ Eli xin phép là để về phần màn hình chờ một chút. Và Eli xin phép là kêu gọi. Thứ nhất, Eli bây giờ sẽ mở phòng. ID và password Eli đã chia sẻ trong cái phần nhóm chat của các thí sinh rồi. Hai thí sinh đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Ok, Eli xin phép để mở phần danh sách thí sinh của chúng ta ngày hôm nay nha. Vâng, với ngày thứ hai của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ gồm có 5 cặp đấu. Thứ nhất là cặp đấu thứ nhất gồm có bạn Nikon. Eli xin phép là chắc là chia sẻ, chắc là mọi người sẽ có sẽ nhận được cái thông báo trước, thì Eli xin phép chỉ cần chia sẻ qua miệng thôi nhé mọi người nhé, Ok, về cặp đấu thứ nhất chúng ta sẽ có sự hiện diện của bạn Nikon và bạn Strawberry. Cặp đấu thứ hai sẽ gồm có bạn Ốp Aqua và bạn SC Tom. Ok, để phần này. Ok, để Eli sẽ là chuyển lại phần màn hình chờ nha mọi người nha. Ok, cặp thứ hai sẽ gồm là Ốp Aqua và SC Tom. Cặp thứ ba sẽ là King và Ares. Cặp thứ tư là Sin và bạn SC Fox. Cặp thứ năm cũng là cặp cuối cùng trong buổi thi đấu của chúng ta, chính là cặp của bạn streamer cũng rất là nổi tiếng ở trên Nemo là bạn Việt Dũng VIP và bạn Kenny Tau. Ok, chúng ta sẽ có 5 cặp đấu diễn ra trong ngày hôm nay. Và mọi người hãy đón chờ xem hôm nay sẽ có điều gì bất ngờ hấp dẫn xảy ra với các cặp đấu của chúng ta nha. Ok, và bây giờ Eli xin phép mở phòng nha mọi người. Và Eli xin mời hai bạn. Cặp đấu đầu tiên là bạn Nikon và bạn Strawberry với ID của Nikon là 22601122 và bạn Strawberry là 92595688. Hãy cùng tham gia và vào với cái phần phòng của Eli đã mở nha mọi người nhé. ID và password Eli đã chia sẻ trong cái phần nhóm chat rồi mọi người á, nhóm chat chung của các bạn thi nhé mọi người nhé. Ok, bây giờ Eli đã xin phép đã mở phòng rồi và hai thí sinh đầu tiên của chúng ta là bạn Nikon và bạn Strawberry. Xin mời hai bạn hãy vào phòng thi đấu của chúng ta. Hiện tại Eli đã mở phòng rồi. Eli xin phép sẽ chuyển lại phần màn hình cho chúng ta nha. Ok, và Eli luôn xin phép là chúng ta sẽ ở phía trên cũng như là ở phía trước sàn đấu để chúng ta có thể có nhìn rõ nhất cho các bạn khán giả nhé mọi người. Ok, bây giờ Eli xin phép là mời bạn Nikon và bạn Strawberry, mời hai bạn hãy vào phòng thi ạ. Hiện tại Eli đã mở phòng thi cho hai bạn rồi mọi người nhé. Mọi người ai là fan của Nikon xin mời giơ tay. Và ai là thí sinh? Ok, mọi người ơi, bạn Nikon đã vào rồi. Bây giờ còn bạn Strawberry. Eli vừa nói dứt lời xong Tào Tháo đến luôn mọi người ạ. Hai thí sinh của chúng ta đã hoàn thành rồi. Hiện tại thì bạn nào là Eli xin phép bật cái nhá. Eli xin phép một chút là xin mời bạn Nikon hoặc là bạn Strawberry xin phép là các bạn đổi sang cái nhóm ấy. Một thí sinh sang bên Eli đi. Xin mời một bạn sang bên đội đỏ đi nhá. Xin mời một bạn sang bên đội đỏ. Các bạn ơi, các bạn bạn nào Eli đọc trước thì bạn vào đội xanh. Bạn nào đọc sau thì Eli sẽ vào đội đỏ. Ok chưa ạ? Để cho các bạn đỡ tránh cái trường hợp là các bạn lại vào cùng một đội mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người dự đoán tỷ số đi mọi người. Hôm nay một giải đấu cực kỳ to mọi người nha. Dự đoán tỷ số đi mọi người ơi, mọi người ơi. Ok, và trước khi mà trận đấu diễn ra thì Eli cũng rất mong là tất cả mọi người trên livestream, Eli xin phép là hai bạn hãy đợi một chút nhé. Trước khi Eli có thông báo thì mọi người hãng vào nhé mọi người nhé. Thì trước khi cặp đấu đầu tiên của chúng ta diễn ra, Eli rất mong tất cả các bạn trên livestream của chúng ta hoặc là những người bạn fan của hai bạn này, những người cổ vũ cho hai bạn này, hãy mau chia sẻ cái livestream này của chúng ta ngày hôm nay để giải đấu của chúng ta có thể lan tỏa rộng hơn nữa, được không mọi người? Có thể lan tỏa thật rộng hơn, được nhiều người biết hơn và chúng ta sẽ có thêm những cái thí sinh cũng như những cái giải đấu hay hơn trong tương lai mọi người nhé. Chỉ cần một nút chia sẻ thôi là mọi người đã giúp Eli cũng như giải đấu của chúng ta lan tỏa hơn rất là nhiều rồi mọi người ạ. Hãy chia sẻ giúp Eli với mọi người nhá. Ok, và bây giờ Eli xin phép là mời bạn Nikon và bạn Strawberry. Xin mời bạn Strawberry đâu ạ? Bạn Strawberry đã vào chưa ạ? Ok, và bây giờ Eli xin mời hai bạn sử dụng thẻ của mình. Sau khi sử dụng thẻ của mình để nhận 3 thẻ xong thì mọi người hãy đi vào phòng chờ của chúng ta đi ạ. Để giải đấu của chúng ta xin được bắt đầu. Xin mời hai bạn ạ. Sử dụng thẻ và các bạn đi vào phòng chờ. Hiện tại là đội vàng đã vào phòng chờ rồi ạ. Còn đội xanh thì sao? Đội đỏ, Eli xin phép là đội vàng và đội xanh nha. Đội vàng là đội của bạn Strawberry và đội xanh là đội của bạn Nikon. Ok không ạ? Không biết là Eli hỏi trước là không biết bạn Nikon có vấn đề gì mà bạn Nikon phải thoát nhỉ? Hiện tại là chúng ta đang ở cái phần vòng đầu tiên nên chúng ta sẽ xem có vấn đề gì mà bạn Nikon lại thoát nhỉ? Trong mọi người, nếu trường hợp lỗi mọi người thì mọi người hãy thông báo cho Eli nhé. Còn trong khi thi đấu mà mọi người thoát như này là Eli vẫn sẽ xử thua. Còn đây là hiệp đầu tiên của giải đấu cho nên chúng ta sẽ linh hoạt một chút mọi người nha Eli xin phép là những bạn nào chưa đến lượt chúng ta không vào phòng đấu nhé mọi người, để tránh trường hợp bị lỗi. Như bạn Cairo này, Eli xin phép là nếu những bạn nào bạn ấy vào phòng mà không có trong cái danh sách thì Eli xin phép mời các bạn ấy ra nhé mọi người nhé. Strawberry, Eli xin phép là sẽ mở lại phòng một chút nhé. Mở lại phòng một chút và Strawberry sẽ vào lại cũng như là Nikon sẽ vào lại nhé. Ok, Eli xin phép là mở lại phòng mọi người nhé. Tên bạn nào đọc trước bạn ấy sẽ là đội xanh. Tên bạn nào đọc xong bạn ấy sẽ là đội vàng. Ok, đây. Đó, password của chúng ta là Eli xin phép để 3 người thôi. Để tránh cho cái trường hợp là mọi người vào quá đông, nó ảnh hưởng. Bạn nào đến lượt thi hãng thi, bạn nào chưa đến lượt thi xin mời hẹn mọi người trong những cái vòng thi sau mọi người nhé. Mọi người nha. Ok, Eli xin phép mời lại hai bạn là bạn Nikon và bạn gì nhỉ? Bạn Strawberry ta. Đúng rồi, bạn Strawberry nha mọi người nhé. Hình như Eli nhầm bắt quất rồi. Mọi người ơi, xin phép nhầm bắt quất rồi. Eli mở lại phòng. Các bạn vừa bảo không vào được. Nhầm ban gốt mọi người ạ. Sorry. Rồi, bắt gốt Eli đã có chia sẻ rồi mọi người nha. Ok, Eli xin phép mời lại hai bạn là Nikon và Strawberry vào phòng thi đấu ạ. Mọi người ơi, mọi người sau khi mà hiệp 1 kết thúc thì cặp đầu tiên kết thúc thì mời cặp thứ 2, cặp thứ 3, cặp thứ 4 hãy luôn luôn chuẩn bị tinh thần nhé mọi người nhé. Mở phòng một cái là chúng ta sẽ vào luôn. Hiện tại là Strawberry đã vào rồi mọi người ạ. Strawberry đã vào lại rồi. Trong lúc chờ bạn Nikon vào thì Eli sẽ chia sẻ lại cái cặp đấu của chúng ta ngày hôm nay nha mọi người. Cặp hôm nay chúng ta sẽ có 5 cặp đấu. Cặp 1 Nikon và Strawberry, cặp 2 Ốp Aqua và SC Tom, cặp 3 là King và Ares, cặp 4 là Sin và SC Fox, và cặp cuối cùng đó chính là Việt Dũng VIP và Kenny Tau mọi người nha. Luôn luôn nhớ cặp đấu của chúng ta nha mọi người. Eli xin phép mời bạn Nikon ạ. Không biết. Ok, bạn Nikon và Strawberry đã vào phòng đấu rồi đúng không ạ? Ok, và bây giờ Eli xin phép sẽ mở mic ở trong game nhá. Mọi người đã nghe thấy mic của Eli chưa ạ? Ok, nếu mọi người, Eli xin phép khi mà Eli chia sẻ với mọi người, nếu mọi người nghe được và mọi người hãy tuân theo cái hướng dẫn của Eli nha. Ok, để tránh mất thời gian, Eli xin phép là mời bạn Nikon và cũng như Strawberry hãy sử dụng thẻ của mình vào phòng thi đi ạ. Ok, bạn Nikon bây giờ đã vào rồi và bạn Strawberry. Đó, thì mọi người sẽ để đấy không ạ? Đó, đây là thường thì đây sẽ là cách để Eli xem các bạn rõ hơn này mọi người này. Ok, và chúng ta sẽ biết là Nikon ở bên trái cũng như là bạn Strawberry ở bên phải. Ok, và hiện tại là Nikon đang để ý là bạn Nikon đang sử dụng một cái thế cờ. Hình như bạn ấy muốn sử dụng một cái thế cờ đánh chéo hay sao đó. Khi mà bạn sử dụng thế cờ đánh chéo, bạn luôn luôn bạn muốn đánh ở những cái thế cờ nước nó không quá sát nhau. Ngược lại thì bạn Strawberry lại đang phát triển nước khá là tốt. Khá là tốt mọi người ạ. Đây là một cái hiệp, đây là cặp thi đấu đầu tiên cho nên mọi người hãy rất mong mọi người hãy cổ vũ tinh thần cho hai bạn để bạn thi thật tốt nha mọi người nhá. Hiện tại thì Eli thấy là các bạn đang vào cái nhịp thi đấu một cách rất là chậm rãi, cũng như là các bạn chưa có một cái nước đi táo bạo nào cả. Họ đang khả năng là hai bạn hiệp đầu tiên các bạn đang muốn thăm dò đối phương đây mọi người ạ. Và Eli rất là mong là những cái hiệp sau hoặc là những cái vòng cặp sau thì các bạn hãy đánh ở phần giữa tab để cho các bạn có thể theo dõi một cách tốt và rõ hơn nhé mọi người nhé. Ok, bên Strawberry bắt đầu phát triển nước với những nước cờ 4 rồi. Ngược lại thì Nikon cũng đang cho thấy được cho mình những cái nước đi vô cùng tinh tế. Và liệu rằng ở hiệp đầu tiên của giải đấu ai sẽ là người chiến thắng mọi người nhé. Còn bạn nào mà cổ vũ cho Eli thì mọi người cứ hô Eli cố lên, Oli chiến thắng mọi người nhé. Eli không tham gia nhưng mà Eli cũng luôn luôn nhận được sự tinh thần của mọi người. Ô, ôi, một pha tự hủy. Một pha tự hủy đến vị trí Strawberry và chiến thắng của hiệp đầu tiên đã dành cho bạn Nikon. Mọi người thấy không? Với Eli cảm tưởng như là đây là một cái nước đi vô cùng đơn giản, nhưng hình như Strawberry có vẻ như là không để ý lắm về cái nước đi của bạn Nikon. Ok, xin phép là bởi vì bạn Strawberry vào phòng nhanh quá thôi, mời hai bạn vào luôn. Mọi người ạ, mọi người hãy đợi một chút nhé. Khi nào Eli bảo mọi người là mọi người hãy bắt đầu phải thi thì mọi người hãng vào nha mọi người. Ok, bây giờ mọi người tiếp tục đánh đi ạ. Ok, Nikon sẽ là người chiến thắng ở hiệp đầu tiên và bạn ấy sẽ là người đánh trước đúng không ạ? Ok, chúng ta đã có 1-0 nghiêng về bạn Nikon. Hai bạn vẫn, Eli cảm giác là ở cái nhịp điệu của cái trận thứ hai, hai bạn vẫn nhập cuộc một cách khá e dè. Vẫn khá e dè mọi người ạ. Không sao cả mọi người ạ, miễn sao chúng ta chiến thắng mọi người ạ. Và mọi người hãy nhớ nhá, tất cả các thể lệ và thi đấu của chúng ta Eli đã chia sẻ với mọi người rồi. Chúng ta hãy tuân thủ nhé mọi người nhé, tuân thủ. Đặc biệt là vấn đề là đánh quá 30 giây cũng như là đánh chèn cờ đối phương là mọi người hết sức là tuân thủ mọi người nha. Có nhiều bạn ở trên livestream của chúng ta, bạn ấy bảo là run mọi người ạ, cảm thấy là thiếu tự tin. Không sao cả mọi người ạ. Mọi người biết đây là giải đấu của chúng ta, là giải đấu được tổ chức ngày đầu tiên, cho nên là đối với Eli và tất cả các bạn đang xem livestream thì tất cả các bạn thí sinh đều là những cái bạn mà chúng ta chưa biết một tí thông tin nào về khả năng, về trình độ và cách chơi của bạn. Cho nên là với Eli và tất cả mọi người, các bạn đều như nhau cả. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho những cái cặp đầu sau. Và Eli biết được rằng là càng những cái vòng sau, những cái cặp sau thì tính chất của cái cuộc thi nó cũng sẽ nâng lên rất là nhiều nha mọi người. Ok, và bên Nikon đang cho thấy bạn Nikon đang muốn phát triển những cái nước cờ chéo. Ngược lại, bạn Strawberry đang cho thấy sự phản công khi mà bạn ấy sử dụng nước cờ vàng để chặn những cái đường đi. Thì không biết bạn ở hiệp thi đấu này thì không biết là Nikon sẽ giữ vững phong độ và dành cho mình một điểm thắng luôn để bạn có thể knock out đối phương chung cuộc, hay chúng ta sẽ có một ván là bên đội vàng chiến thắng và chúng ta sẽ lại bước vào cái vòng 3 mọi người nhé. Mọi người hãy nhớ rằng là gì, một cặp đấu sẽ có 3 hiệp và thí sinh nào thắng 2 trên 3 hiệp thì thí sinh đấy sẽ chiến thắng mọi người nhé. Và đừng quên là mọi người hãy ủng hộ Eli một nút follow Nemo, kênh Nemo của Eli, và theo dõi các cái kênh tương tác, kênh YouTube, cái nhóm chat cũng như là Facebook của Eli nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, quay trở lại với cả cái hiệp đấu. Thì bên Nikon lại đang bắt đầu triển khai nước bên phải. Ngược lại thì Eli cảm giác như là bên đội vàng đang trông thấy một sự hơi bế tắc một chút, Eli xin phép là mình sẽ tắt cái phần mic ở trong game để cho các bạn tập trung hơn mọi người nhé. Để Eli có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn, không ảnh hưởng đến cái tinh thần thi đấu của các bạn. Hiện tại thì mọi người sẽ để biết là bạn Nikon đang định phát triển một nước cờ 5 ở bên này, nhưng mà bị rỗng và rỗng một nước ở giữa. Bạn ấy định thử bạn Strawberry, nhưng bạn Strawberry rất là tinh ý mọi người ạ, rất là tinh ý. Hiện tại thì Eli đang để ý là bạn Nikon đang bắt đầu phát triển nước bên phải rất là nhiều này. Bạn ấy phát triển nước bên phải rất là nhiều mọi người ạ. Wow, hiệp này căng phết mọi người ạ. Nếu hiệp này là bạn Strawberry chiến thắng thì chúng ta sẽ có hiệp thứ 3. Còn nếu như bạn Strawberry mà thua thì bạn Nikon được thông báo là thắng cuộc luôn mọi người nha. Wow, cho nên là mọi người, Eli mới chia sẻ mọi người rằng là trong cái giải đấu của chúng ta ấy, không có chuyện là đi nước sai hoặc là có chuyện làm lại. Chỉ cần một nước đi thực sự là sai luôn á mọi người, sai quá luôn ấy, là chúng ta có hoàn toàn có cơ hội là được một tấm vé xách vali về nước luôn mọi người ạ. Cho nên là hết sức căng thẳng mọi người ạ, một cái giải đấu hết sức căng thẳng. Ok, bắt đầu nước đi đã di chuyển về phía dưới rồi này. Bạn Nikon thì Eli để ý là bạn Nikon khá là nhiều nước hơn so với cả bạn Strawberry. Ngược lại thì cái nước đi của bạn Strawberry ấy, thì Eli cảm giác rằng là bạn Strawberry đang bị chặn nước khá là nhiều, hoặc là cái hướng phát triển nước của bạn ấy cũng đang ở cái mức độ đang bị chặn khá là nhiều. Với khả năng này thì Nikon có thể vượt lên nếu như bạn ấy sử dụng cờ một cách chuẩn chỉ. Còn Strawberry giờ đang bị đẩy vào thế gọi là bị động và phòng thủ mất rồi. Ok, chào tất cả mọi người đang xem livestream. Chào bạn Long Thiên Long Ú, chào bạn Thành Ú, chào Cáo Con, chào Long 7A3, chào Doramel, chào tất cả mọi người nhé. Chào chị đẹp nhé. Rất mong mọi người đừng quên là ủng hộ, follow Nemo cũng như là theo dõi kênh YouTube của Eli nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Wow, mọi người biết không? Trung bình là chúng ta sẽ có 5 phút cho một hiệp mọi người nhé, 15 phút cho 3 hiệp. Nhưng Eli nghĩ cũng sẽ có những cái hiệp chúng ta đánh rất là ngắn, hoặc những cái hiệp rất là dài. Mọi người yên tâm là cái thời gian thi đấu của mọi người nó không quá lâu. Nếu mọi người nên sắp xếp thời gian để theo dõi cũng như là chuẩn bị thời gian để thi đấu nha mọi người. Và Eli rất là mong là trong cái hiệp, ở trong cái cặp đấu đang thi đấu là đầu tiên này, thì Eli rất là mong là cái cặp thi đấu của chúng ta, cặp thứ 2 ấy, đó là cặp của bạn là Ốp Aqua và bạn SC Tom. Rất mong hai bạn sẽ chuẩn bị tinh thần thật kỹ khi mà cặp đấu của chúng ta thi đấu xong một cái là Eli xin phép sẽ mở phòng và mời luôn hai cặp thứ 2 vào mọi người nhé. Nước đi, mọi người đã biết cái giờ cái ván đấu của chúng ta bắt đầu nó căng một chút rồi này. Nó bắt đầu nó căng rồi một chút rồi này mọi người này. Wow. Trước giải đấu cũng có một bạn cũng đã hỏi Eli rằng là Eli ơi, nếu như cả hai bạn cùng thi đấu và các bạn đánh hết tất cả các quân cờ ở trong cái sàn đấu mà các bạn vẫn không phân thắng bại được thì sao? Có nghĩa là ý của bạn ấy muốn hỏi Eli là nếu như bạn ấy đánh tất cả những cái vị trí trong bản đồ này, trên cái map của chúng ta, trên cái sàn đấu của chúng ta đánh hết rồi mà chúng ta vẫn chưa thể phân thắng thua ấy, thì trong cái nội quy Eli cũng đã chia sẻ rất là rõ ràng rồi. Mọi người nếu như gặp phải trường hợp như vậy thì Eli xin phép sẽ dừng cái hiệp đấu lại ở đấy và chúng ta sẽ có hiệp bù. Có nghĩa là coi như là cái hiệp đấu đấy là hai bạn đều hòa nhau và chúng ta đánh hiệp tiếp. Làm sao để chúng ta ra có một cái tỷ số là luôn luôn là phải là 2-1 mọi người nhé. 2-1 mọi người nha. Không có cái chuyện là chúng ta đá luân lưu hay hiệp phụ gì cả. Ngay từ cái vòng loại giải cờ caro của chúng ta ngày hôm nay thôi là các bạn biết là chúng ta đã là gọi là vòng knockout trực tiếp rồi. Thắng vào trong mà thua thì sẽ xách vali về nước ha. Rất nhiều bạn cũng nhắn tin cho Ly hỏi, đặc biệt là các bạn thí sinh. Ly cũng xin chia sẻ với các bạn là các bạn thí sinh rất mong là các bạn hãy theo dõi tất cả những thông tin về cái buổi đấu của ta trên Nemo và cũng như trong cái nhóm chat của chúng ta nha mọi người. Wow, nếu Eli không nhầm thì cái trận đấu của chúng ta đã bước đến sang đến phút thứ 3 rồi đấy anh em ạ. Nếu Eli không nhầm đã bước đến sang phút thứ 3 rồi đấy. Ở trên livestream của chúng ta có một bạn cũng là một bạn thí sinh nhưng mà thi đấu ở vòng sau, các bạn ấy có hỏi là nếu như có bạn muốn đổi lịch thì sao, thì các bạn bắt buộc phải báo trước cho Eli ít nhất từ 1 đến 2 ngày thì để Eli có thể sắp xếp được cho các bạn. Cái này ban tổ chức có thể sắp xếp linh hoạt được cho các bạn, nhưng các bạn phải thông báo cho ban tổ chức trước cái thời gian thi đấu từ 1 đến 2 ngày mọi người nhé. Nếu như các bạn giả sử đến cái thời gian thi đấu rồi mà các bạn mới báo là hôm nay có việc, hôm nay là đi học, hôm nay là đi sinh nhật bạn, hoặc là đi... Wow! Ok mọi người ơi, và sau khoảng thời gian là 7:48 này, 48 giờ thì hiện tại là Eli đã nhận được cái chiến thắng thứ 2 mọi người ạ. Chiến thắng thứ 2 của bạn Nikon. Vừa ngược lại thì mọi người cũng sẽ để ý là bạn Strawberry cho dù rất là cố gắng nhưng cuối cùng bạn ấy đã phải dừng bước ở cái vòng của chúng ta ngay trong cái hiệp thứ 2 rồi mọi người ạ. Thực sự là hình như là bạn Strawberry, Eli để lúc đấy là bạn Strawberry không để ý được cái nước cờ nước 5 của bạn Nikon, cho nên bạn Strawberry đã phải dừng bước. Thực sự là cũng rất là chúc mừng bạn Nikon, cũng như là ngược lại cũng sẽ là chia buồn cho bạn Strawberry. Và ok, và hẹn Eli những cái Nikon cũng sẽ rất chúc mừng Nikon và hẹn Nikon ở cái vòng tiếp theo nha. Còn cảm ơn Strawberry đã tham gia giải đấu và hẹn Strawberry trong những cái dịp lần sau. Và Strawberry có thể lên trên cái Nemo để có thể theo dõi cái giải đấu tiếp theo nhé. Còn ok, xin chúc mừng bạn Nikon sẽ là thí sinh đầu tiên bước vào vòng thứ 2 mọi người nhá. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Ok, xin phép là Eli sẽ mở phòng tiếp theo cho các bạn vào vòng sau nhé. Bye bye hai bạn, bye, giữ sức khỏe nha mọi người, bye bye. Ok mọi người ạ, và với cái vòng thi đấu của chúng ta ngày hôm nay thì bạn Nikon cũng chính là bạn thí sinh đầu tiên vào vòng thứ 2. Ok, và tiếp theo cặp đấu thứ 2 không để mất thời gian, Eli xin phép là mời bạn Ốp Aqua và bạn SC Tom. Hai bạn hãy nhớ cái ID và password ở trong cái nhóm chat rồi và các bạn hãy tham gia vào phòng ngay nha mọi người nha. Wow, Eli không nghĩ rằng ở cái cặp thi đấu đầu tiên mà cái việc kết thúc một cái cặp đấu lại nhanh như vậy. Dù cái trận thứ 2 Eli cảm giác như là hai bạn ấy đánh đã quen tay hơn, nhưng mà một lần nữa Strawberry lại không thể chiến thắng được Nikon và đã phải ngậm ngùi ra về. Rất tiếc. Ok nha, Eli xin phép là mở phòng lại mọi người nha. Wow, Eli đã nghe có một sự gáy ở đây ạ. Một thí sinh sẽ thi đấu ở cặp thứ 2 của chúng ta. Bạn ấy có chia sẻ rằng là gì? Bạn ấy có chia sẻ rằng là gì? Chỉ cần 10 nước đã win. Wow. Ok, và hiệp thi đấu của chúng ta hôm nay sẽ gồm có bạn Ốp Aqua và bạn SC Tom mọi người nhé. Thì Eli xin phép là bạn nào đọc trước, bạn nào vào đội xanh, bạn nào đọc sau vào đội vàng. Ôm mọi người nhé. Các bạn ơi, các bạn nhớ chọn đội nha mọi người nhé. Không chọn đội là chúng ta không thể thi đấu được đâu ạ. Wow. Wow. Hiệp đấu hết sức căng thẳng em ạ. Eli nghĩ là đấy mới là những cái trận đấu mở màn thôi. Đấy là những cái trận đấu mở màn thôi. Và chắc chắn sẽ còn những cái trận đấu nó hấp dẫn hơn nhiều. Các bạn hãy chờ đón nhé. Hiện tại thì Eli để ý là bạn SC Tom đã chọn cho mình đội xanh. Còn ngược lại thì bạn Ốp Aqua sẽ chọn cho mình đội vàng đúng không? Ok, không sao cả. Không sao cả. Bây giờ xin phép là mời bạn Ốp Aqua là bạn vào phòng thi và ở bên đội là đội vàng nhé. Bạn Ốp Aqua có chia sẻ là bạn đang bị lỗi liên thông. Ok, không sao cả. Chúng ta sẽ còn cả một đêm nay. Chúng ta sẽ còn hẳn một đêm này để ra thi đấu các mọi người ạ. Không lo, không lo mọi người nhá. Ốp Aqua mình nghĩ chắc là liên quan đến nước rồi. Chắc là nước rồi. Ốp Aqua mọi người nhá. Ốp Aqua. Mình không biết là Ốp Aqua nghĩa là gì nhỉ. Nghĩa là Aqua là nước, mà ốp thì chắc là ếch. Chắc là mình dịch sơ sơ ra có nghĩa là chú ếch con vùng vẫy trong biển nước lớn à. Ok, vậy bây giờ Elizabeth đang đợi bạn Ốp Aqua vào lại đã. Hiện tại thì SC Tom đã chuẩn bị rồi. Bạn còn đang đứng chống lạnh này, em ơi. Bạn SC Tom còn đang đứng chống lạnh này. Đấy, đang đợi thí sinh của chúng ta vào. Đó. Và bạn Ốp Aqua hãy nhớ rằng là bạn hãy vào tham gia và chọn đội vàng nhé. Mọi người sẽ biết rằng cái giải đấu của chúng ta càng ngày sẽ càng khốc liệt hơn rất là nhiều. Và mọi người hãy nhớ rằng những cái buổi thi này không đơn thuần chỉ là những buổi tường thuật lại cái nhịp độ trận đấu, mà đây sẽ là cơ hội cũng như là những cái tư liệu rất là sẵn có để cho mọi người có thể chuẩn bị ở những cái vòng sau mọi người nhé. Không biết là bạn Ốp Aqua có vấn đề gì mà bạn cứ thoát ra vào lại nhỉ? Eli sẽ tắt cái phần ấy nhá. Mọi người có thể chat cho Billy nhá. Có thể đang bị nhiễu phần liên thông, cái phần chat nó hơi bị lỗi một chút. Lỗi liên thông không vào được à? Eli thế vậy Eli xin phép là mở lại phòng nhá. Để Eli xin phép mở lại phòng nhá. Còn hiện tại thì Eli để ý là với cái hai cái bạn thi đấu lần đầu tiên ấy, thì Eli nghĩ là Eli hiện tại mở phòng nó không có vấn đề gì mọi người ạ. Mọi người nhá. Hiện tại Eli mở phòng và cái cặp đầu tiên chúng ta thi đấu một cách rất là chỉn chu, một cách rất là ổn định. Cho nên Eli nghĩ là có thể là vấn đề ở đây có thể là do phòng liên thông chứ không phải là do phần của Eli nha mọi người. Mạng của Eli ổn định lắm mọi người ạ, rất là xịn luôn mọi người ạ, rất là xịn luôn, cho nên mọi người đừng lo cái việc là vào phòng của Eli bị lag nha mọi người. Xin mời bạn bạn SC Tom rất là nhanh, bạn ấy đã vào rồi mọi người ạ. Bạn SC Tom rất là nhanh. Ngược lại bây giờ là đang đợi bạn Ốp Aqua. Ok. Ok, và hai bạn đã vào rồi này, rất là nhanh rồi đúng không ạ? Rất là nhanh. Và Eli xin phép là mời bạn Ốp Aqua sang đội vàng nhá. Ốp Aqua có thể sang đội vàng giúp Eli. Ủa sao bạn ấy cứ thoát ra vậy hoài ta? Sao bạn Ốp Aqua cứ thoát ra phải hoài vậy ta? Bạn có một bạn bảo là do mạng ấy bị lag á anh à? Cái này Eli không rõ lắm, cho nên Eli mới bảo là mọi người hãy chuẩn bị tinh thần trước cái giải đấu nha mọi người nhé. Chuẩn bị rõ ràng về phần thiết bị cũng như là cái phần là mạng đường truyền để chúng ta thi đấu ổn định. Chú ơi cháu vào toàn bị văng ra thôi. Thì Eli nghĩ là do mạng của bạn đặt chương rồi. Ừ, bạn Ốp Aqua, xin phép bạn Ốp Aqua thì bạn Ốp Aqua có thể reset lại nick đi. Lại game đi, rồi bạn vào lại đi. Chúng ta sẽ đợi bạn ấy một thời gian một chút nha mọi người nhé. Còn nếu như là trong vòng 5 phút nữa mà bạn Ốp Aqua không thể thi đấu được thì Eli, thứ nhất Eli sẽ đẩy cái lịch thi đấu của hai bạn vào cuối buổi thi ngày hôm nay. Còn nếu trường hợp cuối cùng mà cuối buổi hôm nay mà các bạn không thể thi được thì bạn nào không thể tham gia được, một là Eli có thể sắp xếp các bạn thi lại sau, hoặc trường hợp là các bạn sẽ bị loại thẳng luôn. Vì cái vấn đề này là vấn đề của giải đấu, còn cái vấn đề mà các bạn không vào được là vấn đề của cá nhân mọi người nhá. Cho nên mọi người hãy lưu ý thật kỹ, hãy chuẩn bị thật kỹ mọi người nhá. Lâu lâu Mini nó bị ngáo nên lát không vô được, cũng có thể mọi người ạ. Hiện tại là Mini đang cập nhật phiên bản mới, và Eli được nhận thông tin là chiều nay thì BC họ mới cập nhật phiên bản. Và Eli hiện tại đang là chơi trên BC và đã cập nhật được phiên bản mới rồi. Mọi người có thể nhìn được cái phần ảnh nền của chúng ta thì chúng ta Eli đã là cập nhật phiên bản mới rồi. Hiện tại Eli mở phòng là ít nhất là hiện tại bây giờ đã có 3 bạn vào được, và các bạn ấy không cảm thấy lag và lỗi gì cả, được không ạ mọi người? Cho nên Eli nghĩ là cái này là do hoàn toàn là về phần chủ quan của bạn ấy thôi, của bạn thí sinh thôi. Cảm ơn bạn NMT đã follow nhé. Không, giờ nó mượt rồi mà. Ok ok. Em bị rồi, lâu lâu nó nỗi game nên không bao giờ vô được map đâu. Em bị rồi à? Thế Eli nghĩ là các bạn có thể, đấy bạn Ốp Aqua vào lại rồi này. Không biết bạn ấy có thể thi đấu được không? Không biết bạn Eli đang đợi chờ. Vẫn không được rồi mọi người ơi. Bạn Ốp Aqua hình như bạn ấy có vấn đề về mạng rồi. Mời bạn Ốp Aqua có thể vào lại phòng một lần nữa. Nếu không được Eli sẽ lùi cái cặp đấu này về cuối cái buổi thi của chúng ta ngày hôm nay nhé, để chúng ta sẽ mời cặp tiếp theo lên, không sẽ ảnh hưởng đến cái lịch thi đấu mọi người ạ nhé, để thi đấu. Còn nếu như sau cái buổi cuối mà sau cái cặp đấu cuối của ngày hôm nay mà bạn ấy vẫn không thể thi đấu được là do lỗi của bạn ấy rồi nhé mọi người nhé. Cái đây là những cái vấn đề là lỗi mà những cái trường hợp nó thuộc khách quan, cho nên rất mong là mọi người hãy thông cảm cho các bạn thi đấu cũng như thông cảm cho ban tổ chức nhé. Ok, Eli xin phép là bây giờ là hẹn SC Tom ở cái vòng ở cái cặp cuối đi. Còn bây giờ Eli xin phép sẽ mời cái cặp thứ 3 lên vậy, bởi vì là cặp thứ 3 bây giờ là họ đang đợi rất là lâu rồi mọi người nhá. Bây giờ thì xin rất mong là bạn Ốp Aqua có thể hãy xem xét lại mạng cũng như là cái thiết bị của mình một chút. Bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính hoặc là iPad, làm thế nào để các bạn có thể join cũng như là tham gia vào cái vòng thi đấu một cách chuẩn chỉ mọi người nhá. Tránh cái trường hợp bị lỗi như vậy mọi người nhá. Ok, bây giờ Eli xin phép là mở phòng mọi người nhá. Và Eli xin phép là bây giờ Eli sẽ mời cái cặp thứ 3 của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là cặp của bạn King và cặp của bạn Ares mọi người nhá. Hai bạn này là những cái bạn mới đầu tiên tham gia vào giải đấu, cũng như là chưa được chú ý lắm, nên Eli rất là mong mọi người hãy cổ vũ tinh thần cho các bạn ấy nha. Bây giờ Eli xin phép sẽ mở phòng, mời hai thành viên của chúng ta là bạn King và bạn Ares vào phần thi đấu. Ok chưa? Ok, cặp thứ 3 xin mời hai bạn vào phòng thi đấu. Ở trên có một số bạn còn chia sẻ là anh ơi bạn SC Tom không thi được vòng cuối do bận, thì cái này là Eli đang cố gắng để xử lý vấn đề cho các bạn. Còn Eli cũng rất mong các bạn có thông cảm, bởi vì là Eli rất là mong mọi người có thể có cái thời gian khách quan nhất. Còn Eli rất là mong là đây là buổi đầu tiên của chúng ta, cho nên là có thể các bạn vẫn chưa chuẩn bị tốt, thì chúng ta sẽ xử lý bằng việc là chúng ta sẽ đẩy cặp đấu đấy đến phần cuối. Còn hiện tại nếu là ngày mai hoặc là những cái buổi thi sau, Eli xin phép là những bạn nào không thể thi đấu được thì chắc là phải hẹn các bạn ở những cái giải đấu sau vậy mọi người nhá. Hiện tại thì có một bạn là ui có hai bạn đã vào rất là nhanh rồi. Một bạn là Oằn Tà La Văn bạn on. Ok, không biết là hai bạn đã nghe được giọng của Eli không ạ? Bạn bên kia có phải là bạn King không ạ? Bởi vì bạn ấy tên của bạn ấy nó hơi bị khó một chút. Còn hiện tại ở bên này là bạn Ares. Trời ơi, bạn Ares bạn làm cái gì đây? Bạn để cái skin gì đây? Tôi đề nghị không sử dụng những hình ảnh gây xúc phạm và làm đau mắt người xem mọi người nhá. Eli xin phép là Eli hỏi một chút là bạn King và bạn Ares có nghe thấy Eli nói gì không? Nếu có thì các bạn chat giúp Eli hoặc là comment giúp Eli hoặc nói giúp Eli để Eli biết với ạ. Có ạ. Còn bên bạn King ạ, không biết bạn King có nghe thấy Eli có gì không? Lô, không biết là bạn King có nghe thấy Eli không? Nếu có thì xin phép trả lời là có. Bạn này bạn đọc tiếng nào ấy anh em ạ? Bạn này là đọc tiếng nào ấy mình cũng đúng không bạn? Mọi người đây này, bạn này là bạn King này. Không phải Eli hỏi đây có phải bạn King không? Bởi vì Eli thấy là đây là hình như là không phải bạn King rồi. Ơ à, Eli hỏi chút bạn này có phải bạn King không? Bởi vì là Eli đang so ID thì không phải bạn King. Eli xin phép là chúng ta sẽ so đúng ID để chúng ta thi nhé. Nếu như bạn này không phải bạn King, xin phép Eli mời bạn này ra khỏi phòng thi đấu ạ. Không phải đúng không? Không phải. Bởi vì Eli đã, các bạn khi các bạn đăng ký giải ấy, các bạn cũng đều chia sẻ cái ID của các bạn để cho Eli rồi, cho nên Eli sẽ xác định đúng ID. Tên có thể là các bạn sẽ sửa đổi thì nó không quá ảnh hưởng, nhưng mà đúng ID Eli mà cho vào mọi người nhá. Đúng ID mà cho vào. Còn hiện này thì như bạn này không phải sao đúng không? Không phải. Eli xin hỏi chút là bạn King đã chuẩn bị chưa ạ? Hiện tại là bạn King bây giờ vẫn chưa vào được này. Bởi vì Eli có những bạn đăng ký tên với Eli là những cái tên có ký tự rất là đặc biệt anh em ạ. Ký tự rất là đặc biệt cho nên là nhiều lúc Eli còn phải so cả ID nữa. Hiện tại Eli xin phép là mời bạn King vào phòng thi đấu ạ. Thì đến thời điểm hiện tại rồi Eli nghĩ là các bạn đã chuẩn bị sẵn rồi đúng không ạ? Mọi người ơi, mật khẩu của các bạn thí sinh tham gia đã có ở trong nhóm chat mọi người nhá. Bây giờ đang là vòng 3 rồi. Cái cặp thứ 3 rồi, cặp thứ 2 hiện tại là chưa thể tham gia thi được. Ok đúng rồi, mọi người ơi, chính xác rồi, tên King này là khả năng là đúng rồi mọi người này, đúng là tên King rồi. Ok, không biết là bạn King của chúng ta... Ê, chưa kịp nói bạn King đã thoát rồi. Chưa kịp nói đã thoát rồi mọi người ạ. Chắc là bạn ấy có thể đang lỗi một chút, bạn ấy sẽ vào lại. Mọi người nhá, hôm nay là buổi thi đầu tiên cho nên là có những cái vấn đề gì chúng ta sẽ cùng cố gắng xử lý linh hoạt nha mọi người nhá. Còn Eli xin phép là ngày mai cứ đúng giờ. Và Eli xin phép chỉ đợi khoảng từ 5 đến 10 phút. Nếu mà các bạn không tham gia, không vào được hoặc là không thể xử lý được một cá nhân của các bạn thì Eli xin phép là những bạn nào mà có thể tham gia được bạn ấy sẽ là người chiến thắng mọi người nhé, để tránh ảnh hưởng đến cái thời gian thi đấu. Nếu đúng ấy, thì hiện tại bây giờ chúng ta đang thi đấu ở cái cặp thứ 4 rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta đang ở cặp thứ 3 mọi người nhá. Không sao cả, tinh thần thi đấu là trên hết. Mọi người ơi, tôi đề nghị là bạn Ares không đi lên trước mặt tôi nhé mọi người nhé. Chứ không thể để cái tình trạng này thế này được. Anh em ạ, không thể cái tình trạng này nó diễn ra mãi được anh em ạ. No nhá. No nhá. Anh em nhé. Eli xin phép là mời bạn King quay trở lại phòng thi ạ. Mọi người ạ, xin mời bạn King quay trở lại phòng thi ạ. Hiện tại thì bạn ở King cũng đang có chia sẻ là hiện tại là em sắp vào rồi. Ban tổ chức đợi em tí. Vâng, hiện tại thì ban tổ chức đợi đến 10 tí rồi mọi người ạ. Ban tổ chức bây giờ đợi đến 10 tí rồi mà bạn thí sinh vẫn chưa vào. 10 tí rồi đấy anh em ạ. Cho nên là Eli rất là mong là trong những cái buổi thi sau các bạn hãy chú ý thời gian một chút nha mọi người. Và luôn luôn sẵn sàng tinh thần. Khi Eli mở phòng một chút là các bạn join vào luôn. để chúng ta tránh ảnh hưởng đến cái cuộc thi của chúng ta nhé mọi người nhé. Eli chia sẻ, Eli rất là Eli thấy là cái cặp đấu của chúng ta, cặp đầu tiên ấy, Eli thấy là đó là cái cặp đầu tiên thi luôn và cặp đầu tiên của ngày thứ hai, nên thực sự là họ đã chuẩn bị thời gian, chuẩn bị cái buổi thi rất là kỹ, và khi vào vòng thi một cái là các bạn ấy đã chuẩn bị tinh thần để các bạn thi lại ngay được mọi người. Còn Eli rất là mong trong những buổi thi sau các bạn hãy chú ý một chút nha mọi người. Có người đã bảo với Eli được 15 tí rồi. Bây giờ chưa gì đã lên 15 tí rồi. Hiện tại thì bạn King, bạn có trao đổi nhắn tin cho ban tổ chức là bạn ấy bảo là em đang bị lỗi sảnh liên thông chưa vào được. Thì Eli xin phép là bây giờ Eli sẽ mở lại phòng nhé mọi người nhá. Mình sẽ mở lại phòng mọi người nhá. Có thể là do để phòng quá lâu, đúng rồi, nhiều khi do phòng quá lâu cho nên là nó sẽ bị lỗi mọi người nhá. Đây, Eli xin phép mở lại phòng của chúng ta. Đây, map của Eli xịn sò luôn mọi người ạ. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần nhé mọi người nhé, tránh ảnh hưởng đến cái tiến độ của các bạn thi sau. Xin mời các bạn vào lại đi ạ. Mời bạn King và bạn Ares ạ. Bạn Ares rất là nhanh. Bạn Ares chuẩn bị tinh thần khá là tốt, rất là nhanh, bạn ấy đã vào ngay được rồi ạ. Xin mời bạn King ạ. Xin mời bạn King ạ, các bạn có thể vào phòng thi đấu đấy ạ. 102 tí rồi. Đúng rồi. Các bạn ở trên livestream của Eli các bạn đếm được tận 102 tí rồi các bạn ạ. Wow, các bạn chăm thật đấy. Ok, không biết là bạn King cũng như bạn Ares là các bạn đã có nghe thấy Eli nói gì không ạ? Và các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Khi nào Eli có hiệu như vậy thì các bạn mới vào phòng thi đấu nhá. Ủa chưa gì bạn King bạn đã vào rồi anh em ạ. Nhanh quá. Ok, hai bạn đã sẵn sàng. Xin mời bạn Ares vào phòng thi đấu đi ạ, để chúng ta bắt đầu cái lượt 2 nhé, nhưng cặp thứ 3 rồi chúng ta mọi người ạ. Đây là cặp thứ 3 nhưng đây là lượt thi đấu thứ 2. Ok, bạn King sẽ là người đánh trước nha mọi người. Ok, muốn được đi ở phần giữa bản đồ. 1080 tí. Tôi không nghĩ rằng các bạn đếm cái gì đến nhiều đến như vậy các bạn ạ. Các bạn đếm chậm lại tí, các bạn nhiều tí quá. Ok, hiện tại thì Eli để ý là các bạn đã đi. Eli để ý là cái nước đi của bạn King cũng như là bạn Ares, bạn ấy đang nhập cuộc với một cái lối chơi rất là đơn giản. Đây là lối chơi cờ, tôi nói thật là đây là một lối chơi cờ cực đơn giản, là các bạn ấy chơi đi những cái nước cờ thẳng hàng sát nhau. Đây là cái nước cờ đi rất là basic và cơ bản anh em ạ. Rất là basic và cơ bản. 1 tỷ tí rồi. Ôi giời. Xin phép các bạn đừng nói quá như vậy. Đến ban tổ chức ban tổ chức còn hãi. Các bạn đừng nói như vậy. Ok, và hiện tại thì đây là cặp thi đấu thứ 3 nhưng mà đang diễn ra ở lượt thứ 2 mọi người nhá. Bởi vì hiện tại là cái cặp thứ 2 là có vấn đề, chúng ta sẽ phải để về cuối mọi người nhá. Vậy Eli rất là mong là hai cặp tiếp theo là cặp của bạn Sin và bạn SC Fox, rất mong hai bạn chuẩn bị tinh thần trước để chúng ta mở phòng một chút, một phát là chúng ta sẽ vào luôn này mọi người nhá. Ok, bạn King đã bắt đầu phát triển nước rồi này. Ngược lại thì bạn Ares đang cho thấy là cái phần nước cờ đã bị chặn hoàn khá nhiều. Khả năng bạn King đang chiếm những cái vị trí rất là tốt. Không biết bạn King có để ý cái nước cờ đấy không? Ồ, vẫn rất là chú ý, rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận. Vẫn rất là cẩn thận mọi người ạ. Vậy Eli rất là mong cái cặp thứ 2 các bạn hãy chuẩn bị tinh thần, để tí nữa Eli sẽ mở phòng lại sau khi cặp thứ 5 kết thúc mọi người nhé. Cái này là nó thuộc về phần khách quan của thí sinh, không phải về phần tổ chức, cho nên là các bạn hãy cố gắng xử lý vấn đề cá nhân của các bạn nha. Rất mong là Eli nghĩ là các bạn hãy chuẩn bị tinh thần kỹ, bởi vì nếu như có những cái trường hợp mà các bạn chỉ cần đi sai một nước thôi là tất cả mọi thứ sẽ đổ xuống sông xuống bể hết mọi người nha. Wow. Hiện tại thì Eli để ý là nước cờ của bạn King khá là tốt mọi người ạ. Theo Eli để ý là nước cờ của bạn King khá là tốt. Bạn ấy phát triển nước khá là nhiều ở phía bên tay trái của chúng ta, các bạn có để ý không ạ? Bên tay trái là cái lượng nước của bạn ấy rất là nhiều. Việc phát triển nước hoặc là tạo những cái hướng mới là rất là rất là dễ này, rất là dễ. Ok, bắt đầu có những pha tấn công ác liệt đến từ vị trí các bạn King rồi. Ares bây giờ đang quyết định là đang vừa thủ những vừa tấn công. Vâng. Và cặp đấu của chúng ta với cái hiệp đấu đầu tiên, tôi xin tuyên bố là đội xanh, đội của bạn King đã chiến thắng. Với cái Eli xin phép là các bạn hãy theo hướng dẫn của Eli để các bạn vào phòng nhé, các bạn đừng vào vội nhé mọi người nhé. Ok, xin mời bạn Ares vào luôn đi ạ. Bạn King đã vào rồi, xin mời Ares vào luôn đi ạ. Các bạn đừng vào vội nha mọi người, để Eli có thể chia sẻ một chút. Thì ở cái hiệp đấu đầu tiên của cặp thi đấu thứ 3 thì bạn King đã cho thấy được những cái nước cờ phát triển rất xuất sắc của mình, tạo một cái lợi thế vô cùng là toàn diện. Và các bạn ấy đã bắt đầu đẩy những cái nước cờ rất là mạnh dạn ở phía bên trái, tạo những cái cơ hội. Và cuối cùng với một cái pha không thể cản phá nổi, với một nước đôi, nếu Eli không nhầm cái vừa rồi là một cái nước đôi, thì bạn Ares đã không thể chặn được cái nước đôi đấy mọi người ạ. Không thể chặn được nước đôi đấy. Ok, để chúng ta sẽ đến tiếp theo để với hiệp thứ 2. Ok mọi người ạ. Wow. Rất mong là chúng ta sẽ có những cái hiệp thứ 3 mọi người ạ. Eli rất mong chúng ta sẽ có những cái hiệp thứ 3 để tăng cái tính cạnh tranh hơn. Còn hiện tại chúng ta đang có một cái trận đấu là 2-1 nghiêng về phía bạn Nikon ở cặp đầu tiên đúng không mọi người? Và Eli rất mong là chúng ta sẽ có cái hiệp thứ 3 ở cái cặp lần này để chúng ta tăng cái tính cạnh tranh hơn nha mọi người nhá. Wow. Bạn King đánh cờ rất là khó chịu mọi người ạ. Bạn King đánh với nước cờ rất khó chịu. Bạn ấy đã bắt đầu đánh con nước cờ mình không cảm tưởng là không thể mọi người ạ. Bạn ấy định phát triển một nước đôi ở tầm xa, nhưng bạn Ares đã chặn hết các nước đi của bạn ấy rồi. Đó, bắt đầu cái nước đi của bạn King đang được tạo ra, nhưng người thường đã bị chặn bởi bạn Ares rồi. Rất căng thẳng mọi người, rất căng thẳng. Chỉ cần một nước đi sai thôi, cục diện của ván đấu sẽ dừng một cách bất cứ lúc nào. Không biết là bạn King bạn bảo xin, không biết là xin gì nhỉ? Xin tiền chắc là mình không có rồi. Mình là streamer nghèo nhất về Bắc Bộ rồi mọi người ạ. Mình là streamer là chuyên xây map đẹp nhất về Bắc Bộ, nhưng cũng chính là streamer nghèo nhất về Bắc Bộ rồi. Thì các bạn không biết các bạn xin cái gì nhỉ? Hình như là hình như mình để ý là bạn ơi. Một nước đi vô cùng trong vánh. Oh my god. Một nước đi vô cùng trong vánh mọi người ạ. Một chiến thắng cũng vô cùng trong vánh. Wow. Các bạn phải tạo sự kịch tính cho người dẫn chương trình, để người dẫn chương trình còn dẫn chương trình chứ mọi người, để cho caster dẫn chương trình thêm chứ. Chứ hai mọi người ơi, hai cặp đấu của chúng ta, lần đầu tiên hai cặp đấu chúng ta trong ngày hôm nay, họ đều chiến thắng một cách knockout với tỷ số là 2-3 ở hai hiệp đầu tiên luôn mọi người ạ. Wow. Và thực sự là Eli xin chúc mừng bạn King đã là thí sinh thứ 2 vào được vòng trong. Với những cái hiệp đấu như này chúng ta không cần phải đánh đến cái hiệp thứ 3 nữa mọi người ạ. Chỉ cần hai hiệp như vậy là chúng ta đã biết được là bạn nào sẽ vào vòng trong rồi. Và rất chúc mừng là bạn King là thí sinh thứ 2 chúng ta sẽ vào vòng trong. Ngược lại cũng rất là chia buồn bạn Ares. Cho dù bạn ấy sử dụng cái skin là skin thì mình cũng thấy cũng hơi xúc phạm mặt tổ chức tí. Nhưng dù sao thì bạn ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi. Và có thể là do cái tâm lý cũng như là cái việc là chờ đợi những cặp độ thi trước nó quá lâu, khiến cho cái việc mà tinh thần của bạn ấy cũng chưa được chuẩn bị tốt lắm. Không sao. Rất mong là Ares có thể chuẩn bị tinh thần để tham gia những cái mùa sau và phục thù nha Ares. Và Eli xin chúc mừng bạn King đã chiến thắng và là thí sinh thứ 2 vào vòng trong. Ok, và Eli xin phép là mời mọi người sang phần Nemo để chúng ta theo dõi cuộc thi giải đấu tiếp. Ngược lại, Eli xin phép là mời cái cặp thứ 4 đúng không mọi người? Cặp thứ 4 đúng theo danh sách, tức là cặp thứ 4 của chúng ta. Cặp thứ 4 của chúng ta chính là bạn Sin với đuôi ID là 91 và bạn SC Fox với đuôi ID là 19 mọi người nhé. Bạn Nam Thái bảo là 23. 23 là 2/3 trận thắng đúng không ạ? Thì bạn King là được 2/3 trận thắng rồi mọi người. Các bạn còn ngạc nhiên vậy? Có nhiều bạn vẫn hơi ngạc nhiên nhỉ? Eli xin phép phổ biến lại luật chơi của chúng ta là chúng ta sẽ có 3 hiệp đấu đúng không ạ? 3 hiệp đấu mọi người nhé. 3 hiệp đấu và người nào thắng 2/3 hiệp là người sẽ chiến thắng. Hiện tại thì bạn King là bạn ấy thắng luôn cả hai hiệp đầu tiên rồi, cho nên chúng ta không cần phải đánh đến hiệp thứ ba nữa mọi người nhé. Không cần phải đánh đến hiệp thứ ba nữa. Ok, Eli xin phép là mời cặp thứ tư của chúng ta là bạn Sin và bạn SC Fox mọi người nhé. Sin và SC Fox có thể vào tham gia cái trận đấu chúng ta mọi người ạ. Tôi đã bắt đầu thấy có những cái hạt giống của cái giải đấu rồi anh em ạ. Các bạn có để ý không? Bắt đầu có những hạt giống của giải đấu đã bắt đầu lộ diện rồi đấy anh em ạ. Và Eli nghĩ là bạn King cũng là một trong số những bạn có cái lối đánh cờ khá là nhanh nhạy. Wow, chưa gì bạn SC Fox đã tham gia vào phòng thi và cũng như bạn ấy đã tinh thần cũng như là chào mọi người rồi mọi người ạ. Eli xin phép là mời bạn Sin ạ. Xin phép là mời bạn Sin tham gia, mời bạn Sin vào phòng thi đấu ạ. Đây là cặp thi đấu thứ tư rồi nhá mọi người nhá. Đây là cặp thi đấu thứ tư rồi nhá. Mọi người, Eli xin phép là những cái lý do nào liên quan về chủ quan về cá nhân của người chơi thì các bạn hãy cố gắng xử lý để tham gia một cách tốt nhất nhé. Còn hiện tại thì đây là một cái giải đấu nó phụ thuộc vào cả hai thí sinh, cho nên chúng ta không thể vì một thí sinh không tham gia được mà chúng ta ảnh hưởng đến cả một cặp đấu cũng như là giải đấu được. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần mọi người nhé. Ok, bạn cáo con lon ton, không biết là có vẻ là bạn... Đúng rồi, bạn cáo con là bạn Sin rồi mọi người ạ. Bạn Sin rồi, đúng là bạn Sin rồi. Ok, Eli xin phép là hai bạn, Eli muốn hỏi chút là hai bạn có nghe rõ mic của Eli không ạ? Hai bạn có nghe rõ mic của Eli không ạ? Rõ, rõ, ok. Và hai bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Ôi giời, bạn Sin bạn vẫn còn khoe skin còn mọi người ạ. Vâng, xin mời bạn Sin với skin rất đẹp, mời bạn vào phòng thi đấu để chúng ta bắt đầu luôn với cặp thi đấu thứ tư của chúng ta. Trời ơi, có thí sinh còn vào khoe luôn skin các bạn ạ. Còn khoe luôn skin luôn á mọi người ạ. Ok, bây giờ chưa gì Eli đã để ý các bạn đã bắt đầu thi triển những cái nước cờ của bạn rất là nhanh rồi. Chưa Eli còn chưa định hình được cái trận đấu diễn ra mà các bạn đã thi đấu rồi. Một cái tinh thần thi đấu hết sức là quyết liệt. Wow, wow, bạn cáo con đang có cái nước đi vô cùng là sáng tạo này. Eli cảm giác đây là một cái nước đi vô cùng sáng tạo và hai bạn đánh rất là nhanh. Nhịp độ của trận đấu đã được đẩy lên rất là cao mọi người ạ, đẩy lên rất cao luôn mọi người ạ. Wow, wow, những nước đi vô cùng rất là cháy mọi người, phải gọi là những đi rất là cháy của hai bên. Họ vừa phòng thủ nhưng mà vừa tấn công nhau một cách rất là quyết liệt, không có một phút thi ngừng nghỉ nào mọi người ạ. Ở trên livestream có bạn chia sẻ là skin của bạn Sin sao đẹp bằng tôi. Xin mời các bạn thi đấu, các bạn có thể khoe skin của bạn lúc đấy nhá. Còn hiện tại ở đây trên livestream của chúng ta thì Eli chưa biết là skin của bạn đẹp đến mức độ nào. Hiện tại thì hai bạn Eli đang cảm giác là hai bạn nhập cuộc rất là nhanh và các bạn sử dụng cái nước cờ tấn công rất là nhiều và chủ yếu. Họ không có một chút nào gọi là phòng thủ hoặc là chút nào là đánh lơi tay đâu mọi người ạ. Không có một chút nào là lơi cả. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Và Eli chưa kịp nói một lời nào thì cái chiến thắng đã dành cho bạn SC Fox rồi. Rất là nhanh rồi, rất là nhanh mọi người ạ. Eli còn để ý là những cái nước cờ cuối cùng của hai bạn ấy. Mọi người sẽ để ý rằng là cả hai bạn cáo con là bạn Sin cũng như là bạn SC Fox ấy, bạn ấy các bạn có để ý là các bạn ấy bắt đầu là cả hai bạn đều đạt đến nước 4 rồi. Nghĩa là hai bạn đều đã sử dụng đến nước cờ của mình đến cái nước 4 rồi. Và thực sự lúc đấy là chỉ quan trọng là bạn nào đánh trước hay sau thôi. Và dù là bạn Sin bạn ấy đã tạo cho mình cái nước 4 rồi, nhưng cuối cùng ấy thì bạn SC Fox vẫn là người chiến thắng bởi vì bạn ấy có nước 4 trước mọi người ạ. Rất là nhanh. Ok, xin mời hai bạn tiếp theo đến hiệp thứ 2 đấy ạ. Các bạn nhanh quá cơ. Nhanh quá cơ mọi người ạ. Anh em ạ, trong cái giải đấu này là chưa có gì nói trước được cả. Anh em đừng nói trước được gì cả, chưa có gì nói trước được cả. Mọi người nhá. Chưa có gì có thể nói trước được cả. Wow. Wow, Bắt đầu có những cái nước cờ rất dị anh em ạ, nước cờ chéo và kết thúc đi thẳng rất là dị anh em ạ. Đây là cái trận màn đấu Eli thế là màn đấu dị nhất từ đầu giải đến giờ, khá là dị. Có một bạn trên livestream hỏi là chú ơi, nếu đổi qua điện thoại rồi mà không vào được thì sao? Thì cái đấy các bạn phải khắc phục thôi. Các bạn sử dụng cái có thể các bạn có thể sử dụng mạng khác hoặc là các bạn sử dụng thiết bị khác để thi đấu thôi. Chứ cái này là Eli nghĩ là do khả năng cao là do cái mạng của các bạn rồi, hoặc là các bạn chưa cập nhật vào như thế nào đấy. Chứ cái này là không phải là do lỗi của phòng chủ phòng mọi người nhá. Các bạn khả năng cao các bạn phải xử lý thôi. Và Eli vẫn linh động cho là cái cặp thi đấu của chúng ta, cái thi đấu thứ hai ấy, các bạn ấy không thể thi đấu được vào đúng thời gian đấy, các bạn vẫn có thể thi đấu được vào sau cái cặp thứ 5 mọi người nhá. Sau cặp thứ 5. Còn nếu lúc này không tham gia được thì Eli xin phép là người nào có thể tham gia được cái vòng đấy, tham gia vào phòng, thi được vào phòng ổn định thì người đấy sẽ được vào vòng trong. Cái đấy là lỗi hoàn toàn khách quan do cá nhân thôi mọi người ạ. Wow, hiện tại Eli thấy là nước cờ của bên đội vàng họ phát tấn công rất là nhiều. Eli sẽ phát tắt mic nha mọi người. Tấn công của bên đội vàng họ tấn công rất là nhiều, nhưng ngược lại đội xanh cũng là sử dụng cái thế cờ là thế cờ phòng thủ, chặn đầu rất là nhanh, chạy rất là nhanh mọi người ạ. Nhưng mọi người đừng coi thường nha, không phải đơn giản là mình chặn là mình thua, mà chặn là mình đang chờ những cái thế cờ độc lạ để họ phát triển nước cờ thôi. Wow, những nước tấn công vô cùng táo bạo mọi người ạ. Những cái nước cờ 4 đã bắt đầu nảy rất là nhiều mọi người ạ, nhưng hoàn toàn đã bị đội xanh chặn lại hết rồi. Bây giờ hiện tại là nước cờ của đội xanh là cho dù đội vàng phát triển nước và đánh nước cờ thế nào thì đội xanh vẫn cho thấy được là các bạn ấy muốn chơi tinh thần là vừa tấn công nhưng phòng thủ rất là chắc chắn. Wow mọi người ạ, đúng là caster cũng đang khát nước. Xin mời mọi người uống nước cùng caster nha. Wow, nước cờ bây giờ bắt đầu phát triển rất là rộng rồi mọi người ạ. Hiệp đấu này Eli nghĩ nó không quá nhanh nhưng mà cũng không quá chậm đâu mọi người ạ. Không quá nhanh, không quá chậm. Bắt đầu họ đã phát triển những cái nước cờ mới ở khu xung quanh rồi này. Bắt đầu đội xanh này phát triển rồi này. Sau khi có những nước đi phòng thủ và chặn nước đi của đối phương thì đội xanh đã bắt đầu là phát triển những cái nước cờ của họ rồi. Wow, đội vàng cũng cho thấy được tinh thần chiến đấu rất là quyết liệt, không chùn bước mọi người, không chùn bước. Nhưng mà sau một hồi tấn công ấy thì mọi người sẽ Eli chia sẻ với mọi người là trong cái caro ấy có một cái thế cờ gọi là thờ bí. Khi mà mọi người bắt đầu tấn công dồn dập nhưng mà không tạo được một cái lợi thế chiến thắng ấy thì bắt đầu là người chơi sẽ bị bí cờ. Và trường hợp của bạn Sin là bạn cáo con lon ton này thì bạn ấy sau một thời gian phát triển nước cờ ấy thì các bạn ấy bị chặn đầu cũng như là chặn những cái thế cờ phát triển rồi thì bạn ấy sẽ bị chuyển thành thế cờ bí. Và hiện tại là ý nghĩ là bạn ấy đang bị bí cờ, đang bị bí cờ rất là nhiều. Nếu như bởi vì sao, bởi vì những cái nước cờ sau ấy rất khó để có thể kết hợp với những cái nước cờ trước để tạo ra hướng đi mới, rất là khó. Trong khi hiện tại mọi người sẽ để ý là nước cờ của đội xanh này họ bao trùm toàn bộ phần rìa ngoài của phần thi đấu, phần bản đồ. Và nếu như bạn Xin mà không tinh tế cũng như là không cẩn thận, chỉ cần một nước đi lỏng hoặc là nước đi sai thôi, hoàn toàn đội xanh có thể chiến thắng ngay lập tức được. Eli nghĩ là như vậy. Có những bạn cứ chia sẻ là đường dài mới biết ngựa hay, chính xác mọi người ạ. Đường dài mới biết ngựa hay, đúng rồi, chính xác. Rất mong là mọi người có thể chia sẻ những suy nghĩ của mọi người trên livestream để Eli có thể được tham khảo ý kiến của mọi người về giải đấu nha mọi người nhé. Wow, rất căng thẳng. Xin mời các bạn đánh liên tục đi ạ. Các bạn ơi, các bạn cố gắng là đi trong vòng 30 giây đầu tiên nhé. Đừng để thời gian quá dài, có thể sẽ bị lỗi map. Wow. Bây giờ bạn bên đội vàng đã cho thấy cái sự mông lung trong những cái nước đi của họ rồi này. Đang cho thấy sự mông lung của nước đi của họ rồi. Khi đã họ hoàn toàn đã bị chặn rất nhiều nước rồi. Họ bị chặn rất là nhiều nước rồi. Eli vừa để ý một cái nước đôi. Eli vừa để ý có một nước đôi của bạn Sin, các bạn có để ý không? Các bạn nhìn thấy cái nước đôi này không mọi người? Cái nước đôi này này. Eli để ý là bạn Sin bạn định chơi một cái nước đôi. Nhưng mà không ngờ là bạn là SC Fox, bạn ấy nhìn thấy được nước đôi này, bạn ấy chặn ngay rồi. Đã nhìn thấy và chặn ngay rồi mọi người ạ. Wow. Được một cái trận đấu vô cùng căng thẳng. Anh em ạ, vô cùng căng thẳng. Đây Eli sẽ để cần nhìn này cho các bạn rõ hơn nhé mọi người nhé. Sẽ rõ hơn thì các bạn dễ nhìn hơn mọi người nhé. Chào tất cả mọi người đang xem livestream của Eli nha. Chào các bạn đang xem video nha. Wow mọi người, một cái trận đấu mà hết sức căng thẳng luôn. Mọi người đã đây mới là cái cặp thi đấu thứ 3 của chúng ta thôi mà là mọi người đã thấy cái sự căng thẳng nó đẩy lên cao quá nhiều đến như vậy mọi người ạ. Hiện tại bây giờ Eli nghĩ là phải qua được cái 3 phút rồi đấy. 3 phút thi đấu rồi. Và hiện tại mọi người biết là hiệp đầu tiên là bạn SC Fox đúng không? SC Fox là bạn giành chiến thắng. Đúng không ạ? Eli nhớ là bạn SC Fox. Tại nói chuyện với mọi người lâu quá rồi quên mất cả tỷ số rồi ạ. Đúng không? SC Fox là người chiến thắng ở hiệp đầu tiên đúng không? Và hiệp này có thể sẽ là hiệp quyết định của SC Fox cũng như là quyết định của bạn Sin. Cho nên các bạn hãy cẩn thận và hãy đánh một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất có thể mọi người nha. Hiện tại bạn Eli cảm giác như là bạn Cáo bây giờ bạn ấy đang bị gọi là bị bí cờ. Đang bị bí cờ rất là nhiều. Với lối chơi này thì việc mà tạo những cái thế cờ mới rất là khó, rất là khó. Rất là khó mọi người ạ. Eli sẽ để như này cho các bạn dễ được xem cái thời gian của nước cờ của các bạn nhé. Bởi vì để cái kia thì các bạn có thể nhìn rõ hơn, nhưng mà cái thời gian các bạn sẽ không được theo dõi một cách kỹ càng. Win rồi à? Có bạn ấy, bạn bảo win rồi. Ôi, thôi xong rồi. Một nước đi rất hay đến từ bạn SC Fox. Một chiến thắng vô cùng kịch tính anh em ạ. Vô cùng kịch tính. Vô cùng kịch tính mọi người ạ. Wow. 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 Và Eli xin được phép chúc mừng ngay lập tức. Không còn gì có thể nói được hơn cả mọi người ạ. Chúc mừng bạn SC Fox với một cái nước cờ. Nó thật là, thực ra là nước cờ này nó không khó, nhưng có thể là như là bạn Sin bạn không chú ý. Đúng không ạ? Bạn Sin bạn không chú ý cái nước cờ đấy, cho nên là bạn đã để cho bạn SC Fox là tạo ra một cái thế cờ rất là hoàn hảo. Gần như Eli sẽ không nhầm, đó là một cái nước đôi đúng không? Đó là một cái nước đôi và hai bạn cũng đã thể hiện một cái tinh thần thi đấu rất là fair play. Hai bạn cũng đã cảm ơn nhau và chúc mừng nhau. Và Eli cũng xin phép là chúc mừng bạn SC Fox sẽ là thí sinh thứ 3 tham gia vào cái vòng loại thứ hai của cái giải đấu, và cũng hẹn Sin ở trong những cái mùa giải khác cũng như là cuộc thi khác. Rất mong là hai bạn cũng sẽ cùng ủng hộ và luôn chia sẻ những cái buổi thi đấu của chúng ta nha. Và ok, xin phép là Eli sẽ mở phòng thi đấu thứ 4 mọi người nha. Ok, cảm ơn hai bạn nha. Ok, bây giờ Eli xin phép là bây giờ Eli xin mời mọi người nhé. Eli xin mời hai bạn của chúng ta. Hai bạn của chúng ta là bạn cặp thứ 5. Lúc bình thường là sẽ là cặp cuối cùng đấy, nhưng đây sẽ là cặp thứ 5 thôi. Là cặp của bạn Việt Dũng VIP và bạn Kenny Tau. Và bạn Việt Dũng VIP thì các bạn sẽ không còn xa lạ gì bạn ấy rồi. Bạn ấy là một trong những bạn streamer cũng khá là có tiếng ở trên cái cộng đồng của Nemo TV. Bởi vì bạn ấy cũng có một thời gian livestream khá là nhiều và cũng được nhiều bạn ủng hộ. Thì Eli rất là mong đây cũng là một cái trận đấu để những bạn fan của bạn Việt Dũng VIP có thể thể hiện được tinh thần cổ vũ nhiệt tình cho bạn Việt Dũng VIP, cũng như là Việt Dũng VIP có thể thể hiện một cái tinh thần thi đấu rất là tốt. Và ngược lại, bên Việt Dũng VIP là một bạn tên là Kenny Tau. Bạn này cũng là một bạn mới thôi, nhưng mà Eli nghĩ rằng là những người mới ấy, luôn luôn là những cái ẩn số bí mật bất ngờ mà chúng ta cần phải xem xét Xong rồi nhá. Và Eli xin phép là mở phòng thi và đề cập thứ 5 của chúng ta là bạn Việt Dũng VIP và bạn Kenny Tau, bạn có thể tham gia vào cái phòng thi nhé mọi người nhé. Xin mời hai bạn chuẩn bị tinh thần để vào phòng thi ạ. Password chúng ta đã có sẵn từ đầu rồi đúng không ạ? Wow, tất cả các bạn ơi, Eli rất mong các bạn mới xem livestream của Eli, các bạn nhớ ủng hộ Eli bằng nút follow Nemo của Eli và đăng ký kênh YouTube của Eli nha mọi người. Kênh livestream của Eli trên Nemo là kênh Eli và kênh YouTube của Eli chính là Eli TV mà mọi người. Ok, chưa gì bạn Việt Dũng VIP, Viết Dũng nha, Eli xin phép là bạn Viết Dũng VIP đúng không mọi người? Viết Dũng VIP là bạn đã tham gia vào phòng thi đấu rồi. Và đây là bạn Kenny Tau, thì hai bạn Viết Dũng VIP sẽ ở bên tay trái của chúng ta là đội xanh dương, còn bạn là Kenny Tau, bạn ấy ở bên tay phải của chúng ta với màu áo là màu vàng. Thì đây, trong cái cặp đấu chúng ta, đây là cặp thi đấu cuối cùng, nhưng mọi người hãy nhớ rằng là Eli vẫn để dành cái cơ hội cho hai bạn ở cái cặp thứ hai là cặp của bạn SC Tom và cặp của bạn Ốp Aqua, để các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để tí nữa khi tham gia nhé. Đấy cũng chính là cơ hội cuối cùng của hai bạn mọi người nha. Ok, và Eli xin phép là trước khi mà thi cái cặp này thì Eli muốn hỏi không biết là hai bạn đã nghe rõ cái mic của Eli chưa ạ? Mời bạn Việt Dũng VIP và bạn Kenny Tau, không biết hai bạn có nghe được cái mic của Eli ở trong game không? Đã nghe được cái mic của Eli ở trong game chưa? Nghe rồi đúng không? Còn bạn Kenny Tau không biết bạn có nghe được chưa ạ? Có rồi đúng không ạ? Thì Eli trước khi mà thi đấu thì Eli muốn hỏi một chút là Eli rất mong bạn Kenny Tau có thể đứng ra ngoài phòng chờ một chút được không ạ? Chúng ta không đứng ở chỗ phòng chờ nhé. Khi nào thi chúng ta mới vào phòng chờ, đừng đứng ở đấy sẽ bị lỗi. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì không biết là hôm nay là Việt Dũng VIP tham gia, hôm nay là Việt Dũng VIP thi đấu với một tinh thần thế nào ạ? Việt Dũng VIP đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng về giải đấu chưa? Xin hỏi là Việt Dũng VIP đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tham gia cái giải đấu của chúng ta chưa? Rất là sẵn sàng. Thế Eli muốn hỏi một chút là hôm nay thì Việt Dũng VIP có kêu gọi các bạn fan của chúng ta đến với cái giải đấu của chúng ta ngày hôm nay chưa? Bởi vì Eli biết được là Việt Dũng VIP là một bạn streamer được rất nhiều bạn yêu mến, và Eli nghĩ là cái lượng fan của bạn ấy là không hề ít đâu mọi người ạ, không hề ít đâu mọi người ạ. Cho nên là Eli rất là mong những bạn nào ở trên livestream, bạn nào là fan của Việt Dũng VIP thì các bạn hãy viết một dòng là Việt Dũng VIP cố lên, Việt Dũng VIP chiến thắng, để các bạn Việt Dũng VIP có tinh thần. Và ngược lại, những bạn nào ủng hộ cho bạn Kenny Tau là bạn màu vàng của bên trái chúng ta đây, thì các bạn cũng sẽ gửi một lời chúc cổ vũ tinh thần cho bạn ấy để các bạn ấy có thể chiến thắng nha. Và Eli nghĩ rằng đây cũng là một cái trận đấu hết sức là mong chờ của rất nhiều bạn, đặc biệt là bạn bên fan và bạn Việt Dũng VIP. Mọi người nhá, trong cái giải đấu của chúng ta, ai cũng sẽ, đối với Eli hay đối với cả ban tổ chức, bạn nào cũng sẽ như nhau thôi, không có sự ưu tiên hay không có sự là gọi là có sự là trên dưới gì cả, mà các bạn thi đấu trên tinh thần là sòng phẳng, văn minh, nghiêm túc mọi người nhá. Ok, và Eli xin phép là mời bạn Kenny Tau và bạn Viết Dũng VIP, các bạn sử dụng thẻ đi ạ. Và xin mời bạn Kenny Tau có thể xuống dưới được không ạ? Bạn vừa đi tham quan map mọi người ạ. Bạn ấy vừa đi tham quan map mọi người nhá. Rất mong các bạn ủng hộ Eli bằng nút follow livestream của Eli nhé, để ủng hộ cho giải. Và khi mọi người follow Nemo ấy thì mọi người cũng sẽ có những thông báo để tham gia vào những cái buổi thi sau mọi người nha. Ok, và Eli xin phép là mời hai bạn Kenny Tau. Xin mời bạn Kenny Tau ra khỏi phòng đấu và bạn sử dụng thẻ đi ạ. Mời bạn sử dụng thẻ để nhận được thẻ. Sử dụng cái thẻ trên tay để nhận được thẻ thi đấu. Bạn ấy chắc là vẫn chưa rõ cái phần thi đấu lắm. Xin mời bạn sử dụng cái thẻ, click cái thẻ trên tay để các bạn nhận được thẻ thi đấu đi ạ. Còn Viết Dũng VIP đã vào phòng thi đấu rồi ạ. Không biết bạn Kenny, bạn có nghe rõ Eli nói gì không nhỉ? Bạn ơi, bạn sử dụng, nếu bạn chơi bằng máy tính thì bạn sử dụng chuột phải để dùng cái thẻ. Còn nếu mà nói theo cách dân dã ấy, thì bạn ăn cái thẻ đi. Bạn ăn cái thẻ đi. Đấy. Rồi đúng không ạ? Vâng, mời bạn phòng thi đấu. Xin mời bạn Kenny Tau vào phòng thi đấu ạ. Vâng. Và trận đấu của cặp thứ 5 giữa streamer Viết Dũng VIP và bạn Kenny Tau không biết dùng thẻ. Xin được phép bắt đầu. Ok, mọi người sẽ để ý là hiện tại là họ đang sử dụng một cái nước đi là vô cùng phóng khoáng. Wow. Eli xin phép tắt mic để cho các bạn có tinh thần nha mọi người. Wow. Eli cảm giác như là họ đang đánh một cái nước cờ, gọi là nước cờ chéo và nước cờ đối xứng với nhau ấy. Ô. Ơ kìa. Ôi. Ok. Ok. Một trận đấu vô cùng chóng vánh. Eli cũng không tin được vào mắt mình nữa. Một trận đấu vô cùng chóng vánh. Và chưa, Eli nếu không nhầm ấy, Eli không nhầm ấy, thì Eli đếm mà chưa đầy 10 giây. Không biết có đúng không, nhưng mà Eli cảm giác là chưa đầy 10 giây mà cái trận đấu đã chiến thắng rồi. Thì Eli không biết rằng là bạn Việt Dũng VIP là bạn ấy, hình như bạn ấy không để ý được cái nước cờ của bạn bên Kenny Tau. Và Eli còn để ý là bạn Việt Dũng VIP bạn ấy còn, hình như bạn ấy vẫn đang cố gắng phát triển cái nước cờ của bạn. Nhưng trước khi bạn đã phát triển cái nước cờ đấy thành công ấy, thì bạn Kenny Tau đã cho thấy được cái nước đi vô cùng cái tinh tế của bạn ấy rồi. Vâng, sau một cái hiệp đấu đầu tiên chưa thực sự là sẵn sàng lắm, thì bạn Việt Dũng VIP có nói rằng là nhà trận đầu căng thẳng anh ơi, anh à, mọi người ạ. Đấy anh em ạ, tinh thần thi đấu rất là quả cảm đấy. Vâng, nếu thế thì xin mời hai thí sinh của chúng ta vào luôn hiệp thứ hai đi ạ. Xin mời hai bạn thí sinh. Rồi, xin mời bạn Việt Dũng VIP sử dụng thẻ của mình để vào ạ. Xin mời bạn Việt Dũng VIP vào phòng thi đấu ạ. Wow. Mọi người ơi, mỗi người sẽ có 3 thẻ mọi người nhé. Mỗi người sẽ có 3 thẻ thi đấu. Ai cũng sẽ có 3 thẻ mọi người ạ. Chắc là Việt Dũng VIP bạn ấy vứt đi đâu rồi. Đề nghị là không, tôi đề nghị là các bạn thí sinh của chúng ta là không vứt thẻ lung tung mọi người nhá. Mọi người ơi, mỗi người đều có một thẻ, có 3 thẻ mà. Mỗi người sẽ có 3 thẻ thi đấu. Nhưng mà tôi quên mất tôi dùng mất cái thẻ của tôi rồi. Tôi định đưa thẻ cho bạn ấy. Tôi đang định đưa thẻ cho bạn ấy thì tôi quên mất tự dùng mất cái thẻ của mình rồi. Mọi người ơi, mỗi bạn thi đấu đều sẽ có 3 thẻ. Sao bạn Việt Dũng VIP và bạn lại không có thẻ thứ hai nhỉ? Mỗi một người thi đấu sẽ có 3 thẻ. Mọi người nhé, đến Eli đã set up là mỗi người sẽ có 3 thẻ thi đấu mà. Eli xin phép là mở phòng lại nhé. Hai bạn là Việt Dũng VIP và bạn Kenny Tau có thể vào phòng lại nhé, để chúng ta nhận lại thẻ nhé. Hiệp đấu chúng ta vẫn giữ nguyên cho mọi người. Ok ạ. Eli nghĩ là có thể là do một phút là yếu lòng, bạn ấy đã vứt thẻ của ban tổ chức rồi. Và Eli xin chia sẻ là đề nghị các bạn hãy trân trọng cái thẻ thi đấu của ban tổ chức mọi người nhé. Thẻ thi đấu của chúng tôi được mạ vàng và lắp kim cương 52 carat anh em ạ. Cho nên là tôi đề nghị anh em đừng vứt thẻ thi đấu của chúng tôi đi ạ. Vâng ạ. Tôi quên mất là lúc đấy tôi có thể vứt thẻ cho bạn Việt Dũng VIP, nhưng mà tôi quên mất tôi đã dùng mất cái thẻ rồi mọi người ạ. Tôi lại quên mất tôi đã dùng mất cái thẻ. Thế tôi lại phải mở phòng lại. Mọi người ơi, một cái thẻ này mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ nhận được 3 thẻ thi đấu. Còn thẻ thi đấu thì không thể sử dụng tiếp đâu mọi người ạ. Thẻ thi đấu chỉ có thể vào phòng thi đấu để sử dụng thôi mọi người nhá. Thẻ thi đấu SEA Games thì mọi người sử dụng để nhận ra 3 thẻ thi đấu. 3 thẻ thi đấu đấy mọi người chỉ sử dụng vào để vào vòng thi thôi, chứ nó không thể sử dụng tiếp được đâu mọi người ạ. Bạn Việt Dũng VIP có thể chọn đội đi ạ. Ok, và Eli không để mất thời gian của mọi người lâu. Xin mời bạn Việt Dũng VIP sử dụng thẻ bên ngoài đi ạ. Được bạn. Ok, bạn Việt Dũng VIP đã vào rồi. Xin mời bạn Kenny Tau. Xin mời bạn Kenny Tau lại có thể sử dụng thẻ và lại vào như lúc nãy. Rồi. Hiệp thi đấu của chúng ta hiệp thứ hai và Eli rất là mong là Việt Dũng VIP sẽ chuẩn bị một tinh thần và nước đi kỹ càng hơn để chúng ta có những cái hiệp đấu nó hấp dẫn hơn nhá. Ôi. Ơ. Mọi người ơi, cho Eli hỏi là các bạn đánh vui hay đánh bạn vui thôi, hay các bạn đánh vui quá vậy? Eli hỏi một chút là các bạn đánh cho vui hay là đánh vui quá vậy, mà sao hai hiệp đấu còn chưa đầy 20 giây xong hai hiệp đấu rồi. Wow. Tôi nói thật mọi người, đây là cái hiệp đấu mà tôi thấy là vui nhất luôn á. Vui nhất từ đầu giải đấu đến giờ luôn mọi người ạ. Kỹ là tôi còn chưa kịp, mọi người hiểu không? Tôi vẫn còn đang ngồi trò chuyện tâm sự với mọi người, chưa kịp theo dõi. 5 nước cờ thắng luôn. Wow. Tỷ số bây giờ là tỷ số 1-1 đúng không anh em? Hiệp đầu tiên là bạn Kenny Tau chiến thắng, và bạn hiệp thứ hai là bạn Việt Dũng VIP đã chiến thắng. Ok, và đây vừa là trận vui nhất nhưng cũng là cái trận mà chúng ta sẽ có cái hiệp thứ ba để phân thắng thua mọi người nhé. Và ok mọi người ạ, Eli xin phép là mời hai bạn vào để thi hiệp cuối cùng. Đây là hiệp quyết định ai sẽ là người đi tiếp, Việt Dũng VIP hay Kenny Tau. Việt Dũng VIP hay Kenny Tau, các bạn sẽ cùng chờ đón nhé. Wow, nước đi vô cùng táo bạo. Bắt đầu là Việt Dũng VIP là đã cho thấy cái nước đi của bạn ấy là vô cùng sắc sảo rồi mọi người ạ. Ngược lại thì Kenny bắt đầu đẩy về phía vòng thế vòng thủ. Hiệp này là hiệp rất cần cái sự cẩn thận và tỉ mỉ của mọi người nhá. Chỉ cần một nước đi sơ sẩy thôi là các bạn hoàn toàn có thể dừng bước mọi người nhá. Vâng, trên livestream của tôi có những bạn cũng chia sẻ là bạn Dũng chơi ngố lắm. Trời ơi, không biết là ngố ở đây là ngố như thế nào. À, Thiên Long Ú có chia sẻ Dũng mà thua là bị fan ném vô sọt rác. Eli nghĩ là có trường hợp này thật. Eli nghĩ là có thể thật mọi người. Bởi vì Eli nghĩ là fan của bạn Việt Dũng VIP cũng rất là kỳ vọng là Việt Dũng VIP có thể vào vòng trong. Mà hôm nay mà không vào được vòng trong thì thực sự là hôm nay không biết là Việt Dũng VIP sẽ ăn đói xa với các fan của bạn ở đây. Và sau khi cái hiệp đấu này diễn ra thì cặp đấu này diễn ra, Eli xin phép là mời lại cái cặp thứ hai của chúng ta là cặp của bạn Ốp Aqua và SC Tom. Và tí nữa nếu như bạn nào có thể tham gia phòng thì bạn ấy sẽ coi như là người chiến thắng. Ngược lại bạn nào không thể tham gia được vào phòng đấu thì Eli xin phép là tuyên bố là bạn ấy sẽ không thể thi đấu được, và nghiễm nhiên là bạn kia sẽ, bạn còn lại sẽ là người vào vòng trong mọi người nhá. Dũng mà thua thì Dũng chỉ chui xuống đất anh ạ. Fan của bạn Dũng rất nhiều anh em ạ. Wow, 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 một hiệp đấu vô cùng chồng vánh nữa. Và tôi nghĩ rằng là hiệp đấu này cho dù nó còn lâu hơn cái hai hiệp trước đi nhưng mà vẫn chồng vánh em ạ, mọi người ạ, vẫn chồng vánh. Có nghĩa là tôi cảm giác như là cái việc các bạn ấy chuẩn bị những nước đi là vô cùng gọi là vẫn còn chưa sẵn sàng lắm. Bởi vì Eli để ý là khi mà bạn Việt Dũng VIP ấy, bạn ấy đi được đến cái nước cờ thứ tư rồi thì bạn Kenny Tau ấy thì bạn ấy vẫn đang phát triển cái nước cờ. Và các bạn sẽ để ý là khi mà ở cái nước cờ cuối cùng ấy thì Kenny Tau đang phát triển cái nước thứ tư của bạn ấy, và bạn ấy nghĩ rằng là bạn ấy sẽ là người chiến thắng, nhưng không nghĩ rằng là bạn Việt Dũng VIP bạn ấy đã có một cái nước cờ thứ tư trước đấy rồi. Và khi chỉ cần bạn Kenny Tau bạn không để ý thôi thì bạn Việt Dũng VIP đã đánh cái nước cờ cuối cùng vào đấy, đã giành một chiến thắng một cách sức thuyết phục. Và Eli xin phép chúc mừng bạn Việt Dũng VIP sẽ là thí sinh thứ tư của chúng ta ngày hôm nay, buổi đấu ngày hôm nay, vào được vòng trong. Và ngược lại cũng rất là chia buồn bạn Kenny Tau. Dù Eli thấy là bạn ấy cũng là một cái thí sinh có kỹ năng thi đấu, bạn ấy có cho mình những cái tố chất, nhưng mà thực sự là cái sự tinh thần cũng như là sự sẵn sàng cũng như là quan sát của bạn vẫn chưa được tốt lắm, khiến cho bạn thua ở hai cái hiệp đấu sau. Đúng không ạ? Bạn ấy chiếm thế thượng phong với việc là thắng ở hiệp đầu tiên. Bạn ấy cổ kêu là run quá mọi người ạ, run quá. Eli rất là mong là hẹn Kenny Tau ở những cái giải đấu sau. Và chúc mừng Việt Dũng VIP đã chiến thắng ở cái hiệp đấu thứ ba. Cảm ơn mọi người, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Các bạn có thể sang bên Nemo có thể theo dõi lại là tiếp theo giải đấu. Và Eli xin phép là mời cặp đầu cuối cùng, chính là cái cặp đầu số 2 lúc nãy của chúng ta mà các bạn vẫn không thể tham gia được. Eli xin phép là mời hai bạn là Ốp Aqua và bạn SC Tom vào phòng thi đấu. Nếu như cả hai bạn có hoàn toàn có thể thi đấu được, chúng ta sẽ có một cái cặp thi đấu trọn vẹn ngày hôm nay. Còn nếu không, bạn nào vào được phòng và các bạn ở lại phòng được. Còn ngược lại những cái bạn mà không thể tham gia, không thể vào được thì Eli xin phép được thông báo là bạn sẽ không đủ khả năng thi đấu và bạn sẽ bị loại khỏi vòng thi đấu mọi người nhé. Đây là một cái điều Eli nghĩ là hôm nay Eli rất là linh động cho các bạn rồi. Có nghĩa là bạn không thể tham gia được vào thời điểm đấy thì Eli xin phép là đẩy cái cặp đấu của bạn ấy về sau rồi mọi người nhá. Còn hiện Eli xin phép là ngày mai Eli rất mong là mọi người hãy chuẩn bị tinh thần và thời gian sắp xếp kỹ hơn. Eli xin phép là mời bạn SC Tom và bạn bạn Ốp Aqua, chú ếch nhỏ vùng vẫy trong biển nước lớn, và bạn SC Tom là chú tôm nhỏ vùng vẫy trong biển cả lớn. Và phòng thi đây, chưa gì hai bạn đã vào rồi đấy, tinh thần nó phải thế chứ anh em. Anh em để ý không, hai bạn đã vào rồi thế này đấy, tinh thần thi đấu. Không bật được mic nhỉ. Từ từ mọi người chút nhé, đợi Eli một chút, là Eli chỉnh lại cái mic của chúng ta một tí, nó đang bị lỗi mic. Có một người nói là chú ếch nhỏ vùng vẫy trong biển mạng lát. Cũng có thể mọi người ạ, cũng có thể mọi người ạ. Và mọi người, Eli vừa nghe được một cái sự gáy ở đây mọi người ạ, một cái hiệp đấu mà có một sự gáy mọi người ạ. Bên bạn Ốp Aqua, bạn ấy có chia sẻ bạn ấy gáy là gì. Mình dùng từ gáy cho nó vui thôi mọi người ạ, đó là một lời tuyên bố đi, nhưng mà mình sẽ nói là gáy cho nó vui. Thì bạn ấy có gáy rằng là gì, là chỉ cần 10 nước thôi bạn ấy có thể đánh bại được đối phương anh em ạ. 10 nước thôi bạn sẽ đánh bại được đối phương. Thì ngược lại không biết là bạn SC Tom gì, bạn có sự có những cái tinh thần, nó có tuyên bố gì để có thể dằn mặt được đối phương không? Ấy là bên Tom thì bạn ấy có chia sẻ là gì, Tom không ăn được ếch chú ơi. Ấy Tom không ăn được ếch chú ơi, nhưng cháu là tôm lớn. Lại còn thì nhận luôn là tôm Alaska, tôm hùm gì anh em nhờ, đúng không mọi người? Chúng ta nhận luôn là mình là tôm Alaska luôn, tôm hoàng đế luôn, tôm hùm luôn. Tôi luộc tôm luộc 10 nước ấy à. Mọi người ơi, nói thật mọi người là cái hiệp này là hiệp là gáy rất to mọi người. Đây là một hiệp mà tôi nghĩ là hay gáy rất to. Cho nên tôi rất mong là các bạn hãy mang đến những cái tinh thần, những cái phút giây thi đấu hết sức hấp dẫn và fair play đến cho tất cả các bạn thí sinh, để nó xứng đáng với cái sự gáy của các bạn đã thể hiện vừa rồi, được không ạ? Ok, Eli xin phép là mời bạn SC Tom và bạn Ốp Aqua, mời các bạn ra khỏi phòng thi đấu. Mời hai bạn ra khỏi phòng thi đấu. Xin mời bạn SC Tom và bạn Ốp Aqua ra khỏi phòng thi đấu. Và các bạn hãy nhớ rằng là gì? Các bạn sử dụng thẻ ở bên ngoài, sau đó các bạn hãy vào phòng. Đừng vào phòng rồi mới sử dụng thẻ, rất dễ lỗi map mọi người nhé. Khi các bạn chơi map ở bên ngoài thì các bạn tránh cái trường hợp như vậy, nó sẽ lỗi, sẽ bị lỗi đấy mọi người ạ. Ok, bây giờ nước đầu tiên sẽ là sự tấn công đầu tiên của bạn Tom. Ngược lại là Ốp Aqua sẽ là ở vị trí nước cờ vàng. Một trận đấu vô cùng căng thẳng đấy mọi người ơi, vô cùng căng thẳng. Và trong cái lúc quan sát thì đấy là hai bạn, bên bạn SC Tom ấy, bạn ấy có những cái nước đi vô cùng là chỉn chu. Bạn ấy đang định sử dụng cho mình những cái nước cờ liền nhau rất là phát triển rất là tốt. Nhưng hiện tại là Eli cảm giác như là bạn Aqua Tom ấy, Aqua, bạn gọi là một bên là bạn Tom và bạn ếch đi để cho dễ anh em nhé. Một bạn này là bạn Tom, bạn này là bạn ếch nhé. Thì bạn Tom thì phát triển nước rất là tốt, ngược lại thì bạn ếch lại cho thấy một cái chiến thuật của bạn ấy là chơi chặn từ trong trứng nước mọi người ạ. Chơi chặn từ trong trứng nước mọi người ạ, có nghĩa là chỉ cần bạn Tom bạn ấy manh nha một cái nước cờ nào đấy thôi là bạn ếch là bạn ấy đã sử dụng những cái nước cờ chặn ngay lập tức rồi. Chiến thuật của bạn ấy rất là rõ ràng, một bên là tấn công và một bên là phòng thủ, nhưng chưa chắc tấn công đã chiến thắng, nhưng chưa chắc là phòng thủ đã yếu thế đâu mọi người ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nha mọi người. Và mọi người hãy yên tâm nha, tất cả những cái phần thi của mọi người cũng sẽ được lưu lại và mọi người có thể theo dõi lại ở trên kênh YouTube của Eli để mọi người có thể xem lại những cái ván đấu, những cái hợp đấu và để rút ra cho mình những cái kinh nghiệm đánh nha mọi người. Cho nên là mọi người đừng quên, thứ nhất, hãy ấn follow kênh Nemo của Eli để có thể nhận những thông báo kịp thời và nhanh chóng nhất về giải đấu cũng như là các buổi thi. Thứ hai là đăng ký kênh YouTube của Eli là Eli TV để làm gì? để có thể xem lại cũng như theo dõi tất cả những thông tin về những cặp đấu, những cái bảng đấu đã diễn ra mọi người nha. Tất cả những cái hiệp đấu này Eli sẽ lưu lại và sẽ đăng tải lại lên trên YouTube. Mọi người hãy tìm kênh YouTube của Eli để tham gia. Tất cả thông tin của Eli đã có trên màn hình rồi mọi người nhé. Wow, mình cảm giác đây là một cái những cái nước cờ của hai bạn ấy. Cảm giác như là nước cờ của bạn xanh khá liên kết nhưng lại bị chặn một cách rất nhanh chóng từ bên đội vàng. Ngược lại thì đội vàng lại sử dụng một cái thế cờ là họ chặn toàn tập luôn. Mọi người có để ý là cái nước cờ vàng không? Cho dù họ không phát triển nước nhưng mà cái nước cờ của họ là chặn hoàn toàn những cái thế cờ của đội xanh luôn. Họ không cho phát triển cờ ngay từ đầu luôn mọi người ạ. Cái chiến thuật của bạn bên tôm là bên ếch là như vậy. Cái chiến thuật của bạn bên ếch là như vậy. Họ chặn hoàn toàn nước đi, không cho cái nước đi của bên đội xanh. Wow. 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 Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người hãy đi hỏi một chút là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bởi vì Eli nghĩ, với cá nhân của Eli thì Eli để ý cái nước cờ vừa rồi của bạn ếch ý, nó không quá khó. Các bạn có đồng ý với Eli không? Nước cờ của bạn ếch là nó không quá khó, nhưng mà mình cảm giác như là bạn ếch, bên bạn tôm, bạn ấy bị chủ quan. Bạn ấy chủ quan cho nên là bạn ấy đã không nhìn được, hoặc là có thể là bạn ấy sơ ý mọi người ạ. Đây, cái nước cờ đấy là nước cờ mà mình cảm giác bạn mời hai bạn tiếp tục cái hiệp thứ hai. Eli không nghĩ rằng là cái nước cờ đấy bạn tôm hoàn toàn thể chặn một cách song phẳng luôn. Nhưng không nghĩ rằng là một cái nước cờ mà Eli, mọi người sẽ để ý là cái nước cờ đấy nó rất là rõ này, dễ nhìn này, và nước cờ đấy rất dễ chặn. Nhưng mà bạn tôm lại hình như là bạn ấy lơ lỏng, lơ là quá, và bạn ấy quên mất cái nước cờ của bạn Aqua. Cho nên Eli mới bảo là chưa chắc chúng ta chơi phòng thủ mà chúng ta lại yếu thế đâu mọi người ạ. Chưa chắc phòng thủ là yếu thế. Mọi chuyện trong cuộc sống này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được mọi người ạ. Chiến thắng đầu tiên xin dành cho bạn ếch. Và hiệp thứ hai đấu của chúng ta vẫn đang diễn ra rồi mọi người ạ. Họ cảm giác là sau cái hiệp thứ hai, cái hiệp thứ nhất xong ấy, thì Eli để ý là hai bạn đánh nhịp đấu, thi đấu lại chậm lại mọi người ạ. Có sự chậm lại ở đây. Bởi vì Eli và các bạn sẽ để ý là các bạn ấy bây giờ không đánh nhanh nữa. Các bạn ấy không phát triển những cái ồ ạt nữa. Ngược lại ở cái thế cờ này mình lại cảm giác như là bên đội vàng họ lại phát triển. Ngược lại ở đội xanh họ đang đánh vào thế phòng thủ. Đó, cho nên là chiến thuật của mọi người phải cố gắng linh hoạt để phù hợp với chiến thuật của đối phương mọi người nhé. Hai bạn đánh rất là cẩn thận ở hiệp thi đấu thứ hai, rất là cẩn thận mọi người ạ. Wow. Và Eli nếu không nhầm ấy, Eli được biết rằng là SC Tom cũng như là bạn Tom cũng như là bạn ếch là bạn Ốp Aqua ấy, hai bạn cũng đang tham gia trong cái nhóm sinh hoạt, nhóm chơi Mini World của các bạn ấy, và các bạn ấy cũng đã cái nhóm đấy cũng đã có những cái người bạn cũng đăng ký tham gia giải của chúng ta lần này rồi. Cho nên Eli thấy là cái tinh thần thi đấu của bạn ấy cũng rất là cao, vừa thể hiện được bản lĩnh của mình, ngược lại cũng có thể gọi là có những cái cuộc thi đấu về nhóm thi đấu ngầm ở trong này cũng có mọi người ạ. Có những nhóm thi đấu ngầm ở đây luôn, có nghĩa là có rất nhiều bạn ở trong cùng một nhóm và cả nhóm đấy cũng tham gia vào giải đấu mọi người ạ. Cho nên là Eli nghĩ là cái sự tính thi đấu ở đấy cũng sẽ càng ngày càng cạnh tranh hơn để thể hiện được cái bản lĩnh cá nhân. Chuyện gì lại xảy ra tiếp tục đây? Wow! Nếu Eli không nhầm ấy thì bên đội vàng họ sử dụng hai cái nước cờ vàng 4 ẩn sát dần nhau, và thực sự là Eli nghĩ đây hai nước cờ rất dễ nhìn. Hai nước cờ rất dễ nhìn mọi người ạ. Eli phải chia sẻ mọi người là hai nước cờ rất là dễ nhìn. Nhưng mà không hiểu sao lại có một sự ảo ma Canada ở đây mọi người ạ. Wow. Có những nhiều bạn có chia sẻ với Eli là quả những cái trận đấu vừa rồi là gọi là hoàng tử ếch luộc tôm Alaska mọi người ạ. Wow. Hoàng tử ếch mọi người ạ. Hoàng tử ếch luộc tôm Alaska. Wow. Và thực sự là đây Eli nghĩ là đây cũng là một cái hiệp đấu là cũng rất là chóng vắng và nhanh. Giống như cái hiệp thi đấu của bạn là Kenny Tau và bạn Việt Dũng VIP ấy, thì hai cái trận đấu này là đều là hai trận rất là nhanh. Mọi người biết là ở cái cặp thứ hai ấy, mọi người sẽ để ý là cái hiệp mà đánh có khi đánh 3 phút còn chưa xong một cái hiệp, nhưng có những cái trận đấu mà còn chưa đầy 3 phút là đã xong được hai hiệp. Và thực sự là Eli cũng xin chúc mừng là bạn Ốp Aqua với những cái chiến thuật rất là chuẩn và rất là tinh tế của bạn ấy đã chiến thắng trước sức mạnh của tôm Alaska. Ngược lại thì bạn tôm Alaska có vẻ vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần kỹ lắm, cho nên là bạn ấy đã sơ sẩy trong những nước đi quan trọng. Và Eli xin phép được chúc mừng Ốp Aqua, hoặc có thể gọi là Hoàng tử ếch, đã giành chiến thắng trước tôm Alaska để trở thành thí sinh thứ 5 vào vòng trong. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã tham gia giải của Eli lần này. Và Eli xin phép là sẽ chuyển qua phần Nemo để trao đổi với các bạn một chút nhé. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc mừng ếch luộc được tôm. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Ok. Ok, và Eli xin phép về chia sẻ. Trước khi Eli chia sẻ thì Eli xin phép là Eli mọi người nhé. Đây. Eli xin phép là quảng cáo trong lúc mà Eli xem xét lại là công bố lại tất cả những thí sinh vào vòng trong, thì đây là Eli xin phép quảng cáo với các bạn tất cả những cái map của Eli từ trước này Eli đã xây. Nếu các bạn có thời gian, các bạn hãy đam mê hoặc là yêu thích những con map của Eli, cũng như là các bạn đã từng yêu thích cái con map cờ caro của Eli mà Eli vừa mới tổ chức giải cho các bạn xem, thì các bạn hãy ủng hộ cho những con map của Eli nha mọi người. Hiện tại Eli có rất nhiều map, như là map là Mario sửa ống nước, bóng đá bãi biển, Mega Frankie Machine, gà đẻ trứng, Mini World Royal, Happy Halloween, Among Us, Prison Break, hoặc là những con map cũng rất là xa xưa cổ điển rồi, Bomber on Titan, hoặc là những con map The Hundred Not Bamboo. Đây là những con map đã được tham gia vào những cái sự kiện của Mini World và rất thành công rồi. Và Eli rất là mong rằng là nếu như bạn nào yêu mến cái con map của Eli, hãy tìm ID của Eli là 9301536 để có thể tải map của Eli mọi người nha. Tải map của Eli để tham gia, để theo dõi, và biết đâu đấy mọi người ạ, biết đâu đấy một trong những con map này sẽ trở thành một con map thi đấu trong một cái giải thi đấu nào đó trong tương lai thì sao mọi người? Mọi người hãy có cái thể nghĩ rằng là một trong số những con map này của Eli sẽ trở thành là một con map thi đấu trong những cái sự kiện thi đấu lần sau thì sao? Cho nên Eli rất là mong là mọi người hãy thử tải những con map này để chơi, cảm nhận và cũng chia sẻ những cảm nhận của mọi người về map của Eli nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. UID của Eli chính là 9301536 mọi người nha. Cũng như là mọi người hãy cùng ủng hộ Eli, kênh Nemo TV của Eli, cũng như là ủng hộ cái kênh YouTube của Eli là kênh Eli TV, cũng như là Eli Phê nha mọi người. Eli TV và Eli Phê, Eli TV và Eli Phê. Các bạn có thể tìm ở trên YouTube rất là dễ dàng mọi người nha. Và tất cả những cái buổi thi này Eli sẽ đăng tải lên trên YouTube. Mọi người hãy nhớ theo dõi lại để biết rằng chúng ta đã thắng như thế nào, và chúng ta đã sai lầm ở một cái nước cờ nào đó để chúng ta đã phải dừng bước ở cuộc thi thế nào mọi người nha. Ok, quay trở lại về cái cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay, thì mọi người sẽ biết rằng hôm nay chúng ta đã có 5 cặp đấu được diễn ra. Vậy nó chỉ có sơ sảnh một chút ở cái cặp đấu thứ hai là cặp đấu giữa bạn Ốp Aqua và bạn SC Tom, cho nên là cái cặp đấy Eli phải đẩy xuống cái phần thi cuối. Nhưng Eli thấy là cái tinh thần thi đấu của bạn ấy rất là cao mọi người ạ, và các bạn ấy đã tự khắc phục được những cái vấn đề của cá nhân để đến khi các bạn tham gia vào giải ấy, thì các bạn ấy khi mà Eli mở phòng một cái là hai bạn đã vào luôn, chứng tỏ là các bạn ấy cũng rất là quyết tâm và có tinh thần thi luôn. Nghĩa là Eli đã tạo điều kiện cho các bạn thi sau, và các bạn đã cố gắng để xử lý các vấn đề cá nhân các bạn tham gia giải. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều, và cũng như là cảm ơn 10 bạn thi đấu trong cái bảng đấu đầu tiên ngày thứ hai của chúng ta. Và Eli xin phép chia sẻ lại về kết quả thi của ngày thứ hai ngày hôm nay để các bạn có thể nắm được. Thứ nhất, cặp đầu tiên Nikon và Strawberry, Nikon giành chiến thắng. Cặp thứ hai Ốp Aqua và SC Tom, Ốp Aqua giành chiến thắng. Cặp thứ ba King và Ares, cặp thứ ba King giành chiến thắng. Cặp thứ tư Sin và SC Fox, Sin là người thua cuộc và SC Fox là người giành chiến thắng. Cặp thứ năm Việt Dũng VIP và Kenny Tau. Việt Dũng VIP đã là bạn thí sinh thứ 5 và cũng là thí sinh cuối cùng lọt vào vòng thứ 2, và chúng ta xin được phép chúc mừng 5 bạn thí sinh đã vào được vòng trong. Chúc mừng 5 bạn Nikon, Ốp Aqua, King, SC Fox và Việt Dũng VIP. Rất mong các bạn hãy chuẩn bị tinh thần cũng như là luyện tập nghỉ ngơi để có thể chuẩn bị tinh thần tham gia vào cái vòng thứ sau. Vòng thứ 2 của chúng ta sẽ được diễn ra từ ngày 10, nếu Eli không nhầm là vào ngày 16 cho đến ngày 22 của chúng ta nha mọi người. Từ 16 cho đến ngày 22 là tuần tiếp theo. Còn trong những cái ngày tới, từ thứ 3 cho đến thứ 7 chúng ta vẫn sẽ diễn ra các bảng đấu khác. Và Eli nghĩ rằng là càng những cái bảng đấu sau các bạn sẽ càng lên tay hơn, các bạn sẽ càng chỉn chu hơn và các bạn sẽ càng chuẩn bị kỹ hơn mọi người nha. Và Eli xin phép chia sẻ là ngày mai chúng ta sẽ có 6 cặp đấu. Thứ tư chúng ta cũng sẽ có 6 cặp đấu. Thứ năm sẽ có 6 cặp đấu. Và thứ bảy chúng ta sẽ có 6 cặp đấu. Mỗi ngày sau chúng ta sẽ có 6 cặp đấu liên tiếp để thi đấu. Cho nên là Eli mong rằng là ở trong những cái buổi thi sau, các bạn hãy chuẩn bị máy tính, điện thoại và đường truyền mạng thật tốt để các bạn có thể tham gia nhanh chóng hơn. Bởi vì là càng nhiều cặp thì chúng ta càng phải thi đấu một cách khẩn trương hơn rất là nhiều nha mọi người. Và Eli rất là chúc mừng cho 5 bạn thi đấu ngày hôm nay, và hẹn các bạn trong những buổi live stream sau. Và những bạn thí sinh thi vào ngày thứ 3 của chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, bởi vì những đối thủ mạnh đang bắt đầu lộ diện. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến với cái buổi live stream của chúng ta ngày hôm nay, và hẹn mọi người trong buổi live stream của ngày mai. Ok, và không biết là trước khi mà buổi livestream của chúng ta kết thúc thì Eli muốn hỏi là ở đây có bạn nào có những cái vấn